Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 71. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng cùng Diệp Thần không nhiều lắm quan hệ. Thời khắc này hắn còn đang suy tư như thế nào đạt được vạn năm hồn long thảo. Luân hồi mộ địa bên trong, băng kiếm tiên con người đông lại một cái, tựa hồ tôn phát giác cái gì, vội vàng hướng Diệp Thần truyền thanh nói, thằng nhóc, mới vừa rồi luân hồi mộ địa tựa hồ tự chủ chặn lại một vị cường giả dò xét. Dò xét. Diệp Thần ngẩn ra, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền nói. Nếu như ta không đoán sai, cái này điều tra hoặc là đến từ hồn tộc, hoặc là đến từ huyết linh tộc. Huyết linh tộc lão tổ, hợp đạo cảnh cửu tầng thiên, trước kia cảm thấy hắn mạnh nhất, tới linh võ đại lục sau đó, ngược lại chưa thấy được cái gì. Còn như hồn tộc, là phiền toái, bất quá, cũng chính là chỗ này hồn tộc cường giả đang dò xét ta mà thôi. Lúc rời đi, thanh kiếm tiên tôn và vị kia hồn tộc lão tổ đối thoại ta cũng nghe được. Tựa hồ hai bên đều là tạo hóa cảnh, bất quá nơi này hồn tộc lão tổ hẳn là tạo hóa cảnh sơ kỳ, mới vừa rồi hẳn là hắn đang dùng lực lượng dò xét ta, đáng tiếc bị luân hồi mộ địa ngăn cản trở về, ngược lại không cần để ý. Hắn ra luân hồi mộ địa, đi ở trong phòng, suy tư nói, phải đi hồn tộc mật địa hái được vạn năm hồn long thảo. Mạnh xông vào rất mệt khó khăn. Trừ phi xuất hiện lại hai vị sư tôn, lại ta đến hỗn nguyên cảnh, có lẽ có thể tập hợp sáu vị sư tôn lực, mới có thể chống lại một vị tạo hóa cảnh. Còn như bây giờ, không được. Giao dịch kia đâu, hắn tay trái khoác lên bên cửa sổ lên, suy tư nói, dùng hợp đạo thần khí đi đổi vạn năm hồn long thảo, người hồn tộc hẳn sẽ đồng ý, một kiện hợp đạo thần khí, ý nghĩa một cái hợp đạo cảnh cường giả, chỉ là đổi một bụi vạn năm hồn long thảo, cũng có thể. Cho dù không đủ, có thể lại thêm. Đổi xong, đạt được vạn năm hồn long thảo cho Kỳ Lâm rõ ràng hoàn độc, lập tức lại đoạt lại. Hồn tộc cũng không phải là hiền lành, Diệp Thần cũng không muốn và bọn họ làm giao dịch. Dẫu sao, không có luân hồi mộ địa, không có thanh kiếm tiên tôn bọn họ tương trợ, Diệp Thần sớm đã chết ở hồn tộc dưới tay. Cho nên, tránh đương đương giao dịch. Diệp Thần căn bản chưa từng nghĩ. Nhưng là bây giờ ta thân phận đã bại lộ, tự nhiên không thể nào do ta ra mặt. Ta nên tìm ai? Vạn kiếm đế cung bây giờ có chuyện rời đi, ta không thể nào tìm vạn kiếm đế cung ra tay. Đúng rồi, Bắc Cung Tử Ngọc đang ở phụ cận, do nàng ra mặt, hoặc là mời nàng tìm Bắc Cung gia tộc hợp đạo cảnh cường giả ra mặt đi trao đổi có lẽ có thể được. Diệp Thần nhanh chóng đi tới Bắc Cung Tử Ngọc nghỉ ngơi khách sạn gian phòng, ánh mắt quét qua Đỗ Bạch, Lệ Thúc, Trịnh Bá các người, chợt ôm quyền nói các vị khá tốt. Nhờ phúc của ngươi à, Hoa Địa Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Thần. Hoa Thiên Phàm cũng là sắc mặt lạnh như băng. Lần này, hồn tộc cơ duyên, hoàn toàn không có. Đoạn Tống ở Diệp Thần trong tay. Vốn là, bọn họ lần này tiếp nhận cơ duyên sau đó, trở về có lẽ là có thể bước vào thần vương cảnh hậu kỳ, cũng có thể trở thành một khối thành chủ. Thậm chí có thể trở thành hộ pháp, không nghĩ tới hết thảy các thứ này, lại có thể cũng hủy ở Diệp Thần trong tay. Trịnh Bá và Lệ Thúc chính là mặt không cảm giác, không nhìn ra là trách cứ vẫn là những thứ khác tâm trạng. Bắc Cung Tử Ngọc một mặt ưu sầu, sững sững nói, sư phụ ngươi không có sao là tốt. Nàng dài hô một hơi, nói trước ta cũng không biết, hồn tộc lễ truy điệu dùng bé gái là bạn ngươi, nếu như biết, ta nhất định xuất thủ trợ giúp. Chỉ bất quá lần này hồn tộc chuyến đi, coi như là phá hủy. Phỏng đoán sau này, chúng ta Bắc Cung gia tộc cũng khó mà lại đi hồn tộc tham gia lễ truy điệu nghi thức. Chuyện lần này, không trách sư phụ, cũng không trách chúng ta. Còn như hồn tộc, có thể trách, vẫn không thể quái. Bắc Cung Tử Ngọc không biết, nàng chỉ biết là hết thảy các thứ này chỉ có thể coi như là trùng hợp, không thể trách sư phụ đánh vỡ tế đàn nghi thức, dẫu sao tế phẩm là sư phó bằng hữu. Cũng không thể quái hồn tộc ra tay, dẫu sao nhà mình sự việc bị người đập, không thể nào không ra tay. Hết thảy các thứ này, chỉ có thể coi như là ý trời đi. Ai? Diệp Thí Thiên, lần này, chúng ta Bắc Cung gia tộc có thể không trách ngươi. Nhưng là, người giết không người đáng giết. Trịnh Bá hồi lâu mới lên tiếng, Trường Ngư Nguyên Cổ, Độc Cô Phong Trần, Hồng Khôn, U Minh Thập Tam, Phi Vũ Cản Thiên, Đoan Mộc Thanh Nham, Huyền Vô Cùng. Bảy cái công tử điện hạ, cơ hồ đều tống táng ở tay ngươi lên.
Mặc dù bọn họ là muốn giết ngươi, bọn họ cũng nên giết, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên ở trước mặt mọi người giết hắn. Bảy thế lực lớn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù bọn họ trưởng môn trưởng giáo gia chủ dưới gối con cháu không thiếu, nhưng giết bọn họ con cháu, giống như là khiêu khích bọn họ. Chúng ta Bắc Cung gia tộc, không có biện pháp lưu lại ngươi. Trịnh bá dài hô một hơi, hơi không biết làm sao nói, sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được gia tộc thứ ba thái thượng trưởng lão và gia chủ mệnh lệnh, phải đem ngươi đuổi, còn như đáp ứng ngươi hai kiện hỗn nguyên tiên khí. Ta không thể cho, coi như là lần này tổn thất bồi thường đi. Lần này hồn tộc lễ truy điệu. Bắc Cung gia tộc trả giá rất nhiều, hai kiện hỗn nguyên tiên khí, xa không đủ để đền bù. Nhưng thật may Bắc Cung gia tộc coi như biết lý lẽ, không có trực tiếp xuống bắt Diệp Thần, chỉ là để cho rời, đã coi là tốt. Dẫu sao, bọn họ chỉ là trung đẳng gia tộc, mà không phải là thượng đẳng gia tộc, đứng đầu gia tộc, không có cái này lực lượng che chở Diệp Thần. Chư vị, hết thảy các thứ này ta đều biết. Diệp Thần ôm quyền hơi tỏ ý, chợt lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, đưa cho Trịnh Bá, nói, trong này có nhập thần cảnh chiến khôi 300 cái, thần vương cảnh chiến khôi 100 cái, tiên khí 1000 chuôi, thần vương khí 300 chuôi, hỗn nguyên tiên khí 3 chuôi. Coi như là ta cho Bắc Cung gia tộc nhận lỗi. Ngoài ra, ta còn có một việc, cần Bắc Cung gia tộc hỗ trợ. Cầm ra những thứ này chiến khôi và binh khí, cũng là phải cho. Chuyện này rất phức tạp, ai đúng ai sai rất khó nói rõ sở, Diệp Thần bây giờ cần Bắc Cung gia tộc ra người trợ giúp mình đi đổi vạn năm hồn long thảo, dứt khoát những thứ này liền coi như là thu xếp trên dưới đi, chỉ cần Bắc Cung gia chủ ra mặt đi đổi là tốt. Trịnh Bá nhận lấy càn khôn giới chỉ vừa thấy, thần sắc biến đổi, khẽ gật đầu, lại đem chiếc nhẫn đưa cho Bắc Cung Tử Ngọc, nói, những thứ này đủ để thuyết phục các thái thượng trưởng lão. Nhưng là muốn chúng ta vì ngươi chống cự bảy người của đại gia tộc, những thứ này còn chưa đủ. Dẫu sao, chúng ta đáp ứng không dùng. Trừ phi ngươi có thể lấy ra thời không chi binh, chúng ta Bắc Cung gia tộc liền sẽ toàn lực giúp ngươi. Những thứ khác, chúng ta không có biện pháp, còn như gặp gia chủ. Hắn nhìn xem Bắc Cung Tử Ngọc, đạt được hắn đáp lại sau liền nói, có thể là có thể. Nhưng không biết ngươi có yêu cầu gì. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn không đem bảy thế lực lớn để ở trong mắt, nói che chở, giúp ta. Những thứ này còn không dùng các ngươi, ta có thể đối phó những thế lực này. Bất quá gà vườn chó đất mà thôi, một năm thời gian, đủ để cho bọn họ ngoan ngoãn thối lui. Ta muốn gặp Bắc Cung gia chủ là cần hắn ra mặt, là ta đổi một món bảo vật. Bảo vật? Bảo vật gì? Trong chốc lát tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Bảo vật gì cần Bắc Cung gia chủ, vị này cường giả tạo hóa cảnh ra mặt đi đổi. Mấu chốt một cái nhập thần cảnh tiểu tử xuất nổi cái giá này. Thì tại sao muốn đổi vậy kiện bảo vật? Ngươi muốn đổi cái gì? Bắc Cung Tử Ngọc nhẹ giọng vừa nói, nếu như là hợp đạo thần khí, ta có thể giúp ngươi, ta có quyền lực này, nhưng ngươi cho ra tương ứng giá trị bảo vật mới được. Vạn năm hồn long thảo, Diệp Thần ánh mắt kiên nghị đứng lên, thận trọng nói, ta cần Bắc Cung gia chủ ra mặt là ta đổi tới một bụi vạn năm hồn long thảo, dùng cho cứu người. Nghe được câu này, mọi người vô cùng biến sắc. Vạn năm hồn long thảo, Diệp thí thiên điên rồi sao? Đây chính là hồn tộc bảo bối à, giá trị không thấp hơn hợp đạo thần khí bảo vật tuyệt thế à? Hắn lại muốn đổi một bụi qua tới cứu người, thật là ý nghĩ hảo huyền. Gần như đồng thời Trịnh Bá, Lệ Thúc các người đều là cái này cùng ý tưởng, vạn năm hồn long thảo và hợp đạo thần khí, đối với bọn họ mà nói quá xa vời, nhất là vạn năm hồn long thảo, mặc dù hồn tộc trong cấm địa không hề thiếu. Nhưng là Diệp Thí Thiên hôm qua mới và hồn tộc kịch chiến một tràng. Ngày hôm nay, chỉ muốn đi đổi bọn họ chí bảo. Cái này thật là cảm tưởng à. Không sợ hồn tộc lão tổ biết, đại phát lôi đình. Mặc dù Diệp Thí Thiên có vạn kiếm đế cung che chở, nhưng hồn tộc cũng không phải dễ trêu. Nhất là lần này hồn tộc tài, Diệp Thí Thiên còn muốn đi liên lạc hồn tộc, là thật không sợ chết. Sư phụ, vạn năm hồn long thảo hết sức chân quý, ta không có quyền lợi mời trưởng lão đi đổi. Cộng thêm lên, mời trưởng lão ra mặt cũng cần báo lên. Bắc Cung Tử Ngọc hết sức làm khó, từ từ nói, sư phụ,
người hẳn coi như là Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử đi, làm sao không để cho Vạn Kiếm Đế Cung Thanh Kiếm Tiên Tôn ra mặt đổi. Thanh Kiếm Tiên Tôn, tạo hóa cảnh đại năng, mấu chốt đến từ thượng đẳng tông phái, địa vị so mình phụ thân cũng cao. Thậm chí có thể uy hiếp hồn tộc khuất phục, Thanh Kiếm Tiên Tôn đi đổi, há chẳng phải là tốt hơn. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nói, Vạn Kiếm Đế Cung có chuyện rời đi, ta không có biện pháp mời bọn họ ra tay, cho nên mới muốn mời Tử Ngọc là ta tiến cử Bắc Cung gia chủ. Một bụi vạn năm hồn long thảo, cố nhiên là hồn tộc hợp đạo cảnh cường giả thần hồn chất biến bảo vật. Nhưng cứu kỳ giá trị cũng chính là một chuôi hợp đạo thần khí mà thôi. Ta có thể ra một chuôi hợp đạo thần khí, 5 chuôi hỗn nguyên tiên khí, cộng thêm lên 300 chuôi thần vương khí. Những thứ này, đủ để đổi một bụi vạn năm hồn long thảo. Vạn năm hồn long thảo. Chỉ là so với hồn tộc đặc biệt chân quý, như ở những địa phương khác, có thể sánh bằng một kiện thần vương khí liền coi là không tệ. Bởi vì trừ đi hồn tộc ra, căn bản không có võ giả khác cần, cho dù những võ giả khác thần hồn lực muốn biến chất, cũng không sẽ cần đến vạn năm hồn long thảo, duy chỉ có hồn tộc, hết lần này tới lần khác vậy còn phải đi hồn tộc đổi, cho nên Diệp Thần cũng làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Minh khí chỉ là vật ngoài thân. Dù sao ngày sau cũng có thể kiếm được. Kỳ Lâm mới là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào đều phải đem nàng cứu lại. Đủ là đủ rồi. Chỉ là, Bắc Cung Tử Ngọc thở dài một tiếng, cuối cùng nói, ta là người dẫn gặp cha ta. Chỉ là ngày đó Kim Phật Mật Tông sự việc, mặc dù rất nhiều trưởng lão coi trọng ngươi, nhưng là cha ta nhưng không tốt lắm xem ngươi. Cộng thêm chuyện lần này. Các trưởng lão đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt, bất quá ngươi lấy ra những thứ này, đủ vãn hồi. Còn như cha bên kia, ta trước là ngươi nói một phen. Nói xong, Bắc Cung Tử Ngọc cầm ra ngọc bội đưa tin cho phụ thân, nàng vốn cho là phụ thân sẽ không chút do dự cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, phụ thân đáp ứng. Duy nhất điều kiện chính là Bắc Cung Tử Ngọc tự mình mang Diệp Thí Thiên đi Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Tử Ngọc không có bất kỳ do dự, mang Diệp Thần và Trịnh Bá một nhóm người, về thẳng Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung gia tộc tọa lạc tại Càn Khôn chi địa ra một tòa vạn nhận núi thần bên trong, liên miên trên 100 cây số điện đình hết sức nguy nga, vậy chỉ có võ giả mới có thể ở nơi này mấy chục ngàn mét cao núi thần xây dựng như vậy nguy nga hùng tráng cung điện nhóm. Cung điện trong đám cư trụ Bắc Cung gia tộc chủ mạch và dòng thứ nhân viên, tổng cộng là hơn 100.000, còn muốn cộng thêm môn nhân đệ tử, tạp dịch đợi một chút, tính được đều có 200-300.000 người, tuyệt đại đa số đều là nhập thần cảnh, thần vương cảnh. Hỗn nguyên cảnh ngược lại không hơn. Hợp đạo cảnh đều là một phương trưởng lão, ở đại bản doanh chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão, cộng thêm lên 3 vị tạo hóa cảnh lão tổ. Những cường giả khác cũng phân biệt trấn thủ một phương. So với những thứ khác 4 đại tông phái và 5 gia tộc lớn, Bắc Cung gia tộc là 10 thế lực lớn bên trong xếp hạng trung đẳng nhất phái, không mạnh không kém vừa vặn. Bắc Cung gia chủ Bắc Cung Hoành Thiên, giờ phút này liền ngồi ở trong cung điện trên ngọn núi. Hắn như đế vương vậy, người mặc màu tím kim long bào, đang xử lý trong tộc các hạng công việc. Bỗng nhiên gian, hắn ngẩng đầu vừa thấy, gặp được Bắc Cung Tử Ngọc, khẽ thở dài một tiếng, mi giác có chút ác liệt. Nói Tử Ngọc, lần này ngươi lỗ mãng, ngươi nhận người sư phó này, quá sớm. Cha ý gì à? Ta cảm thấy sư phụ một khi bước vào hỗn nguyên cảnh, thậm chí có thể chiến hợp đạo cảnh đâu. Này cùng đầu tư có thể là gia tộc có lợi nhất một khoản đầu tư. Bắc Cung Tử Ngọc bước nhanh vào, Lệ Thúc Trịnh Bá và Diệp Thần các người, vẫn còn ở thiền điện chờ. Nàng khẽ cắn môi, tiếp tục nói cha, sư phụ tiềm lực thật rất lớn. Ngày sau tất nhiên sẽ là chúng ta Bắc Cung gia tộc khai cương thác thổ. Ngày sau, đó là ngày sau, Bắc Cung Hoành Thiên ngay lù lù đem ngọc giản nện ở trên bàn sách, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, ánh mắt như hàn sương, nói còn chưa tới nhập thần cảnh liền dám trêu chọc 100 cái hạ đẳng tông phái. Đến nhập thần cảnh, là được đánh chết 7 đại thế lực công tử điện hạ. Nếu như hắn đến thần vương cảnh, chẳng phải là muốn trêu chọc thượng đẳng tông phái. Như vậy, ta Bắc Cung gia tộc liền không thể nào lưu hắn. Diệp Thí Thiên, người này là mạnh mẽ, là có tiềm lực. Nhưng là quá mức cương ngạnh, mặc dù có thực lực, tiềm lực, nhưng bây giờ quá nhỏ yếu. Nếu như tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh đại năng,
ta Bắc Cung gia tộc ổn thỏa xếp hàng hoan nghênh, cũng không qua một cái nhập thần cảnh, cũng gan dám như vậy, thật là tự tìm cái chết, lại xem hắn bao lâu chơi xong. Cha, ngươi đã đáp ứng ta. Bắc Cung Tử Ngọc thân hình chập chờn, khóe mắt hiện lên lệ quang, nói cha, chuyện ngươi đáp ứng ta, không thể không làm. Sư phụ là thật cần vạn năm hồn long thảo, ngài ra tay nhất định có thể. Dùng cho đổi vạn năm hồn long thảo bảo vật, sư phụ đều chuẩn bị xong. Hơn nữa sư phụ đã ở thiền điện chờ, chỉ cần ngài giúp hắn lần này, ngày sau hắn lên cấp tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, nhất định sẽ hồi báo ngươi. Ngày sau, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái ngày sau? Ngươi căn bản không hiểu Bắc Cung gia tộc địa vị bây giờ như thế nào. Bắc Cung Hoành Thiên hoàn toàn bị chọc giận, chợt đứng lên, căm tức nhìn Bắc Cung Tử Ngọc, ngày sau là bao lâu? Linh võ đại lục chỉ tranh sớm chiều, ở đâu ra ngày sau, không cần tới ngày, hắn đắc tội hồn tộc, nếu không phải vạn kiếm đế cung che chở hắn, ngày hôm nay hắn cũng đã bị ngũ mã phân thây. Tóm lại, cái thằng nhóc này, ta tuyệt đối không thể nào giúp hắn. Tử Ngọc, trước đáp ứng chuyện ngươi, là cha cũng bất quá là muốn ngươi trở về mà thôi. Nếu ngươi trở về, hắn ngưng mắt nhìn thiền điện ở giữa Diệp Thần, một cái ý niệm liền đem Diệp Thần và Trịnh Bá, Lệ Thúc ba người gọi về tới đây, không khỏi được hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Thí Thiên, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép sẽ cùng Tử Ngọc có bất kỳ liên quan. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thân phận. Ngươi là thấp võ vị diện đi lên, ngươi rất hèn mọn, thậm chí là đê tiện, như vậy còn dám rêu rao khắp thành phố, cuồng ngông vô biên, ngươi chỉ sẽ chết, không, là nhất định sẽ chết, ta sẽ không lại để cho Tử Ngọc và ngươi có bất kỳ liên lạc nào, bởi vì ngươi như vậy thân phận người thời điểm chết chỉ sẽ liên lụy con gái ta. Một khắc sau, Bắc Cung Hoành Thiên trực tiếp phất tay giam lại Bắc Cung Tử Ngọc, nhốt vào liền xa xa trong cung điện, lại nhìn về phía Diệp Thần. Nói, muốn giúp ngươi bận bịu, không thể nào, cút đi. Làm là cha ruột, Bắc Cung Hoành Thiên làm sao có thể không tức giận giận. Diệp Thần lần lượt đem con gái mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong, lại là đem hồn tộc lễ truy điệu phá hoại. Vốn là Bắc Cung gia tộc thiên tài đệ tử, rất có thể từ hồn tộc lễ truy điệu bên trong đạt được cơ duyên. Có thể nói, Diệp Thần xuất hiện, cho Bắc Cung gia tộc mang tới vô tận ác mộng. Ở Bắc Cung Hoành Thiên trong mắt, Diệp Thần chính là sao chổi. Hắn không cần phải cho bất kỳ tính khí tốt. Hô! Hô! Một hồi gió lớn cuộn sạch mà qua, bao hàm thời không phép tắc lực lượng, trực tiếp đem Diệp Thần đẩy lui vài mét. Bắc Cung Hoành Thiên thần sắc lạnh như băng, đứng chắp tay, nếu như một tôn đế vương, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn đi xa Diệp Thần, khinh thường cười nhạt, nói nhỏ, một con kiến hôi, thấp võ vị diện hèn mọn con kiến hôi. Còn muốn ta ra tay giúp hắn đi hồn tộc đổi vạn năm hồn long thảo. Đơn giản là buồn cười, ý nghĩ hảo huyền. Như không phải là vì để cho Tử Ngọc trở về, ngươi căn bản không có bước vào ta Bắc Cung gia tộc tư cách. Bằng vào ngươi trước kỳ ngày ở Kim Phật Mật Tông chuyến đi, hơn nữa lần này hồn tộc chuyến đi, đủ để ban cho ngươi tội chết, mà nay bỏ qua cho ngươi, cũng bất quá là các vị trưởng lão nơi là mà thôi. Hắn chợt ngẩng đầu, ngắm nhìn bên phải. Lạnh như băng nói, đúng không, các vị trưởng lão? Ở Bắc Cung Hoành Thiên trong mắt, Diệp Thí Thiên, thấp võ vị diện tới người, nguyên cho là có chút tiềm lực, có thể đào tạo một hai. Thêm tới, có hắn ở Càn Khôn chi địa, tất cả đại tông phái cũng có thể bảo đảm không cách nào lẫn nhau kết minh, liên hiệp, đối với Bắc Cung gia tộc, cũng xem là tốt. Càn Khôn chi địa, trăm cái tông phái. Mặc dù là thần phục với Bắc Cung gia tộc, nhưng cũng không có hoàn toàn sáp nhập vào Bắc Cung gia tộc bên trong, hơn nữa Kim Đao Môn, chân không chùa đợi một chút tông phái, đều có ý liên hiệp Liệt Hỏa giáo cùng bên trong cùng tông phái, muốn phản đi ra ngoài. Cho nên, Bắc Cung Hoành Thiên cảm thấy, đem Diệp Thí Thiên đặt ở Càn Khôn chi địa, có thể đại loạn các phái an bài. Để cho các phái ánh mắt và sự chú ý, cũng rơi vào Diệp Thí Thiên trên mình, để cho hắn mau sớm giải quyết một bên khác sự việc. Lại rút ra thời gian và lực lượng, hoàn toàn chỉnh hợp Càn Khôn chi địa, hơn nữa đem trăm phái hoàn toàn tóm thâu đi vào. Cái mục đích này, cũng có không thiếu trưởng lão đồng ý. Nhưng không nghĩ đến, Diệp Thí Thiên tính cách khăng khăng, thậm chí không chịu lui nhường một bước, cho tới cuối cùng ở Kim Phật Mật Tông, nháo được vô cùng lớn, chu diệt trăm cái tông phái đệ tử và trưởng lão, dựa theo Bắc Cung Hoành Thiên tính cách,
mình ngôi mới vừa vững chắc, gia tộc chủ lực cũng không ở Càn Khôn chi địa, hẳn để cho Diệp Thí Thiên đi chăm phái nói xin lỗi, lấy trì hoãn thời gian. Lại không nghĩ rằng, trong tộc tất cả trưởng lão, như cũ coi trọng Diệp Thí Thiên. Bất đắc dĩ, Bắc Cung Hoành Thiên lại lui một bước, cho nên bát trưởng lão bổ nhiệm Diệp Thí Thiên đi tham gia hồn tộc lễ truy điệu, gửi lấy hy vọng lần này lễ truy điệu kết thúc, Diệp Thí Thiên sẽ yên tĩnh kỷ năm, thậm chí còn mười mấy năm thời gian tăng lên tu vi, cùng đến lúc đó, Diệp Thí Thiên lên cấp thần vương cảnh, thậm chí hỗn nguyên cảnh, lại phối hợp Bắc Cung gia tộc chủ lực quét sạch Càn Khôn chi địa. Không nghĩ tới, lại ra chuyện rắc rối. Lần này, đắc tội thất đại trung đẳng gia tộc, bên trong cùng môn phái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấu chốt là, hoàn toàn đắc tội hồn tộc. Hồn tộc sau lưng nhưng mà hồn điện à. Đây hết thảy đều vượt qua Bắc Cung Hoành Thiên danh giới cuối cùng, liền chắc chắn không thể nào lại lưu Diệp Thí Thiên, sở dĩ trước đây đáp ứng Bắc Cung Tử Ngọc, bất quá là muốn đem Bắc Cung Tử Ngọc lừa gạt trở về, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp thần tai vừa nghe Bắc Cung Hoành Thiên nói tiếng nói, thần sắc lạnh như băng. Hắn hiểu đối phương tức giận. Dẫu sao mình chạm đến Bắc Cung gia tộc lợi ích. Nhưng là hắn tuyệt không cho phép đối phương làm nhục Côn Lôn hư. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Bắc Cung Hoành Thiên, gần từng chữ, Bắc Cung gia chủ, những chuyện này, do ta Diệp Thí Thiên một người lên. Liền do ta một người đi vác. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Càng không phải là Bắc Cung Tử Ngọc sư phụ. Ta Diệp Thí Thiên sau này bất kỳ hành vi đều cùng Bắc Cung gia tộc không liên quan. Nói xong, Diệp thần liền chuẩn bị xoay người rời đi. Sư phụ, Bắc Cung Tử Ngọc trong lòng sinh ra từng đạo cảm giác vô lực, nàng chưa từng nghĩ qua, sẽ là như vậy kết quả. Càng chưa từng nghĩ qua, mang sư phụ đi tới nơi này, sẽ để cho sư phụ bị phụ thân làm nhục. Nàng khàn cả giọng. Sư phụ, coi như ngươi không thừa nhận Tử Ngọc là đồ đệ của ngươi, Tử Ngọc vậy sẽ đem ngươi một mực làm ta sư phụ. Duy nhất sư phụ. Diệp thần nghe được cái này bóng người, trong lòng có chút kích động, bước chân dừng lại. Bắc Cung Hoành Thiên nhìn một cái con gái mình, trong lòng càng chán ghét Diệp thần, lại nói, Diệp Thí Thiên, trong vòng 3 giây, ngươi nếu không lăn ra khỏi Bắc Cung gia tộc, ta liền sẽ đích thân ra tay đem ngươi trấn áp. Diệp thần quả đấm cầm chặt, trực tiếp rời đi. Còn là bước ra mấy bước, một đạo tựa như đến từ mãi mãi thanh âm chậm rãi rơi xuống, chậm đã. Nghe được cái này thanh âm, Bắc Cung Hoành Thiên diễn cảm hơi đổi, nguyên bản cả vú lấp miệng em dáng vẻ, cũng trở nên kính sợ đứng lên. Hắn nhưng mà biết thanh âm này đại biểu cái gì. Nhưng mà, Diệp thần bước chân căn bản không có dừng lại. Coi như nghe được cái này đến từ mãi mãi thanh âm, vậy không chút do dự nào. Tựa như, căn bản không quan tâm. Diệp Thí Thiên, ngươi đứng lại cho ta. Bắc Cung Hoành Thiên không nhịn được lên tiếng nói. Mặc dù không biết vị kia lúc này tỉnh lại đại biểu cái gì, nhưng là nếu muốn Diệp Thí Thiên lưu lại, tất nhiên có nguyên nhân. Diệp thần bước chân rốt cuộc vẫn là dừng lại. Nhưng là hắn không có xoay người. Mọi người xem không thấy Diệp thần diễn cảm. Bắc Cung Hoành Thiên mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, một đạo lạnh như băng thêm quyết nhiên thanh âm chậm rãi rơi xuống. Vang khắp toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hoành Thiên, ngươi không có tư cách mệnh lệnh ta. Sau lưng người người cũng không có tư cách. Ta nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thí Thiên và các người Bắc Cung gia tộc không có bất kỳ liên lạc nào. Nếu như người muốn ngăn trở, ta sẽ để cho người hối hận. Nói xong, Diệp thần tự nhiên rời đi, chỉ để lại một đạo cao ngạo hình bóng. Mà giờ khắc này, Bắc Cung Hoành Thiên sắc mặt hoàn toàn tối. Hắn chưa từng nhận loại này làm nhục, hay là đến từ một cái không biết sống chết tiểu bối. Bắc Cung Hoành Thiên hai tay quấn vòng quanh vô tận sát ý, vừa định đối với Diệp thần ra tay, một đôi gầy đét tay đè ở Bắc Cung Hoành Thiên trên bả vai. Hoành Thiên, ngươi không nên như vậy, cái này Diệp Thí Thiên. Ta cảm giác, trong cơ thể hắn có cổ rất cường đại lực lượng. Một vị thân mặc đồ màu trắng chiến giáp ông già từ trong hư không, chậm rãi xuất hiện, nói chí ít, là cùng ta cùng một cấp bậc cường giả lưu lại. Có lẽ, hắn không phải hèn mọn người. Ngược lại có thể là một ít gia tộc cao cấp, ở lại thấp võ vị diện hậu duệ. Nếu như không chết hiểu, sợ rằng sau này thành tựu sẽ rất đáng sợ.
Thậm chí, muốn không được bao lâu, ta Bắc Cung gia tộc đều phải ngửa mặt trông lên người trẻ tuổi này. Giờ khắc này, Bắc Cung Hoành Thiên trong mắt hoàn toàn trợn to, hoàn toàn khó tin. Ngửa mặt trông lên con thỏ nhỏ chết bầm này. Đùa gì thế? Coi như cho Diệp Thí Thiên 10.000 năm, cũng không khả năng. Hắn vừa định theo lý tranh thủ cái gì, lão kia người vừa tiếp tục nói. Lần này, Diệp Thí Thiên cố nhiên lỗ mãng, nhưng là ngươi cũng càng lỗ mãng. Ta thậm chí hoài nghi ngươi có hay không tư cách lại gánh đảm nhiệm chức gia chủ. Thái Thượng Tam trưởng lão, ngươi cái này, có phải hay không nghĩ sai rồi? Bắc Cung Hoành Thiên sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, hắn chưa từng nghĩ qua mình chức gia chủ uy hiếp lớn nhất lại là một cái nhập thần cảnh con kiến hôi. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hắn nhìn về phía ông già, bộc phát không rõ ràng. Ông già bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn tự nhiên có nói lời này quyền lợi. Hắn nhưng mà Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Tam trưởng lão, tạo hóa cảnh tam tầng thiên đỉnh cấp, đã sống hơn 30.000 năm. Lần này cảm ứng được Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa lực lượng thần bí, cho nên tỉnh lại, cố ý chạy tới. Vượt quá Thái Thượng Tam trưởng lão. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện mấy người, cầm đầu là tạo hóa cảnh Thái Thượng Tứ trưởng lão, cùng với 5 vị hợp đạo cảnh trưởng lão, bao gồm ngày xưa Bát trưởng lão và Ngũ trưởng lão, bọn họ nhất trí cũng cảm nhận được Diệp Thần trên mình đặc thù hơi thở, mặc dù không biết cái này đặc thù hơi thở là cái gì. Nhưng là bọn họ nguyện ý đánh cuộc. Đánh cuộc Diệp Thí Thiên không ra 10 năm, liền sẽ trở thành là linh võ đại lục nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Cố nhiên lần này Diệp Thí Thiên đắc tội không ít người. Nhưng ngươi không cần phải và hắn hoàn toàn xích mích. Thái Thượng Tứ trưởng lão từ từ nói, người này ta tỉ mỉ quan sát qua, thậm chí vận dụng thời không quy luật, cũng không có dò xét đến hắn căn cơ. Thời không quy luật, dò xét thiên đạo huyền cơ hội. Không có dò tra được. Lời này vừa nói ra, dẫn được chung quanh Bắc Cung gia tộc người rối rít thần sắc đại biến, không tự chủ được nhìn về phía Diệp Thần rời đi cái hướng kia, trong lòng đều có chút rung động. Bắc Cung Hoành Thiên càng phát ra không rõ ràng, hắn trong lòng tựa như tung lên vạn trượng sóng biển. Mình thật chẳng lẽ làm sai? Thái Thượng trưởng lão, ta. Bắc Cung Hoành Thiên lời còn chưa nói hết, thanh âm già nua trực tiếp đem hắn cắt đứt. Hắn muốn ngươi hỗ trợ đổi vạn năm hồn long thảo. Ta cảm thấy, ngươi có thể giúp một tay. Thái Thượng Tam trưởng lão dừng lại hồi lâu, nhìn về phía Bắc Cung Hoành Thiên, hơi nói, Hoành Thiên, ngươi quá trẻ tuổi, mới sống 800 năm, rất nhiều chuyện ngươi không có biện pháp xem được quá thấu. Hắn khẽ vuốt râu, thần giác buộc vòng quanh nụ cười, nói, hồn tộc, muốn giết hắn, đúng không? Hắn muốn hồn tộc chí bảo, đúng không? Đúng. Bắc Cung Hoành Thiên đàng hoàng gật đầu, vậy không phản ứng kịp. Người đi hồn tộc, đề ra cái giao dịch, vạn năm hồn long thảo không phải có vạn niên hồn long trận che chở mà, có thể vặn cổ tầm thường hỗn nguyên cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh võ giả. Ngươi và hồn tộc đề nghị, để cho Diệp Thí Thiên tới đây xông trận. Thái Thượng Tam trưởng lão trong mắt dâng lên thâm thúy sáng bóng, từ từ nói, hồn tộc trước ngại vì vạn kiếm đế cung uy thế, không dám đối với Diệp Thí Thiên động thủ. Nhưng bây giờ vạn kiếm đế cung muốn để chống ngoại địch, mặc dù không còn như tan biến, nhưng trong thời gian ngắn thì không cách nào tương trợ Diệp Thí Thiên. Dĩ nhiên, ta nói cho ngươi những thứ này, không phải để cho ngươi đi bắt Diệp Thí Thiên. Mà là phải đem những thứ này cho biết hồn tộc, để cho hồn tộc mở cửa vạn niên hồn long trận, do Diệp Thí Thiên đi xông trận, xông qua cho hắn vạn năm hồn long thảo, không xông qua liền giết Diệp Thí Thiên, dù sao cũng Diệp Thí Thiên tự nguyện tới đây. Vì muốn vạn năm hồn long thảo cho bằng hữu giải độc, chết, vạn kiếm đế cung cũng không sẽ như thế nào. Giờ khắc này, Bắc Cung Hoành Thiên có chút bối rối. Thái Thượng Tam trưởng lão không phải coi trọng Diệp Thí Thiên sao? Làm sao ngược lại muốn thiết kế giết Diệp Thí Thiên? Thái Thượng Tam trưởng lão tựa hồ nhìn thấu Bắc Cung Hoành Thiên nghi ngờ, khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói cái thế giới này quy tắc vận chuyển chính là như vậy. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Diệp Thí Thiên không đơn giản, hắn không chết hiểu, tất nhiên trưởng thành. Dưới mắt, bởi vì ngươi hoang đường quyết định, Diệp Thí Thiên có thể và Bắc Cung gia tộc không có bất kỳ liên lạc nào. Nếu không thể nào trở thành ta Bắc Cung gia tộc người, vậy càng không thể trở thành người khác phụ thuộc. Không thuộc về chúng ta,
vậy thì bóp chết. Bắc Cung Hoành Thiên vậy kịp phản ứng, lại không kịp phản ứng, hắn cũng không xứng làm gia chủ. Hắn khóe miệng hơi dơ lên, nói, như vậy, chúng ta có thể tương đương với giúp hồn tộc bận rộn, có phải hay không muốn hỏi hồn tộc tìm muốn cái gì chứ? Hồn tộc, chúng ta nhưng mà giúp ngươi bắc cầu, để cho ngươi thù người tới. Ngươi không thể nào không cho chút gì đi. Còn như Diệp Thí Thiên, chúng ta vậy giúp ngươi bắc cầu, cho ngươi con đường này, ngươi vậy được cho chúng ta bảo vật đi. Hai đầu giao hảo, hai đầu được lợi, mấu chốt hai bên ai xảy ra chuyện, cũng ngại không chúng ta, dẫu sao cũng không phải là chúng ta buộc bọn họ làm. Chuyện này, đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hồn tộc, là thượng đẳng gia tộc, muốn một kiện thời không chi binh, đổi Diệp Thí Thiên mệnh, cũng không coi là quá mức. Liền hỏi bọn họ muốn một kiện thời không chi binh, Thái Thượng Tam trưởng lão không gặp bất kỳ biểu lộ gì, nói, như thế cái giết cửu nhân, tắm máu sỉ nhục cơ hội, ta tin tưởng hồn tộc lão già kia, nhất định sẽ cho. Hồn tộc, coi trọng nhất mặt mũi và địa vị. Bây giờ, Diệp Thí Thiên quét bọn họ mặt mũi, cũng như này cơ hội rửa nhục, hồn tộc nhất định sẽ cho. Thời không chi binh đối với hồn tộc mà nói, giống như là hợp đạo thần khí đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, chân quý nhưng không phải là không có thể thiếu thiếu vật. Ha ha, tốt. Như vậy thứ nhất, ta Bắc Cung gia tộc, cũng có thể hơn gia tăng một vị cường giả tạo hóa cảnh. Bắc Cung Hoành Thiên gật đầu không ngừng, đối với hắn mà nói Bắc Cung gia tộc thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất, mấy ngày nay bởi vì các loại sự việc cùng nhau xông lên, đổ ngược lại không có nhìn thấu hồn tộc và Diệp Thí Thiên cái này một chút quan hệ. Diệp Thí Thiên, có Vạn Kiếm Đế Cung che chở, hồn tộc không dám động. Nhưng là Diệp Thí Thiên có sở cầu, ta Bắc Cung gia tộc làm một người trung gian, kết hợp hai bên, vô luận thành bại, ta Bắc Cung gia tộc cũng không có nguy hiểm quá lớn, thậm chí ban đầu liền có thể được một chuôi thời không chi binh, thật là một hòn đá hạ hai con chim. Còn như bảy đại tông phái và gia tộc, ngược lại là cần phải bỏ ra một ít giá phải trả đi lắng xuống, dĩ nhiên, cũng không phải mỗi gia tộc và tông phái cũng phải đi lắng xuống, hơi nhỏ yếu chút không cần để ý tới sẽ, vốn là cừu địch, bây giờ giết bọn họ công tử điện hạ, giống như là chặn bọn họ tương lai hợp đạo cảnh cường giả, tốt hơn. Đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, hơi cần bồi lễ nói xin lỗi, không ngoài một cái bưng mộc gia tộc, một cái huyền quan sẽ mà thôi. Trả giá cao, xa không bằng một chuôi thời không chi binh giá phải trả. Còn như sau này hồn tộc lễ truy điệu nghi thức. Nếu như Diệp Thí Thiên bị hồn tộc đánh chết, ta Bắc Cung gia tộc và hồn tộc mâu thuẫn liền coi như là mở ra, sau này tất nhiên vậy còn có thể phái cử người tham gia lễ truy điệu. Nếu như Diệp Thí Thiên cướp lấy vạn năm hồn long thảo, ta Bắc Cung gia tộc vậy coi là giao hảo hắn. Đa tạ Thái Thượng Tam trưởng lão chỉ điểm. Bản gia chủ những ngày qua quá gấp gáp, ngược lại là lỗ mãng. Bắc Cung Hoành Thiên mơ hồ cười lạnh nói, còn như Diệp Thí Thiên bên kia, trên người hắn bảo vật cũng không thiếu, tương đương với một hai hạ đẳng tông phái đi. Thì phải hắn một chuôi hợp đạo thần khí. Phải nhiều, sẽ đưa tới không ưa, muốn ít đi, bản gia chủ có thể mất hứng. Cân nhắc thiệt hơn, mới vừa làm việc. Cái này mới là đại gia tộc gia chủ làm việc tiêu chuẩn, dù là hai bên có thù oán, chỉ cần có lợi ích chung có thể nói, lập tức biến thân là chiến hữu, cũng là thường gặp sự việc. Bắc Cung Hoành Thiên chợt vẫy tay kêu tới Bắc Cung Tử Ngọc, cũng cho hắn tháo ra cấm chế, lộ ra vẻ mỉm cười, cáo giả thuộc tính bại lộ không bỏ sót, Tử Ngọc, mới vừa rồi cha có chút tức giận, không phải cố ý. Dẫu sao cũng là lo lắng ngươi. Bây giờ cha hoàn toàn nghĩ thông suốt, Diệp Thí Thiên đã từng cũng coi là ta Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Lại là ngươi sư phụ, cha có thể không đành lòng ngươi như vậy khóc tỉ tê. Cha thành tựu Bắc Cung gia tộc gia chủ. Tự nhiên muốn vì gia tộc hộ pháp xuất lực, Diệp Thí Thiên muốn đổi hồn tộc vạn năm hồn long thảo. Cha đáp ứng. Cảm ơn cha, Bắc Cung Tử Ngọc nước mắt lã chã, mới vừa rồi Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, đã sớm che đậy Bắc Cung Tử Ngọc hết thảy. Giờ phút này nàng còn lấy là Bắc Cung Hoành Thiên lương tâm phát hiện, nguyện ý trợ giúp sư phó. Bắc Cung Hoành Thiên nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói, nhưng cũng không phải ta tự mình đi cho hắn đổi. Ngược lại là cho hắn một cái cơ hội, một cái mình mưu cầu cơ hội, người mau đi thông báo hắn đi, hắn bây giờ hẳn ở dưới chân núi đi. Nói tóm lại,
Ngươi nhanh chóng đi tìm hắn, cho biết hắn, hết thảy đều có thể thương lượng. Ta nguyện ý lấy một chuôi hỗn nguyên tiên khí, thành tựu nhận lỗi. Được, cha, Bắc Cung Tử Ngọc trước mắt sáng lên, chân tướng tin Bắc Cung Hoành Thiên nói. Một chuôi hỗn nguyên tiên khí à? Cha nguyện ý ra, biểu thị coi trọng sư phó. Còn lấy là cha thật nổi giận, không nghĩ tới chỉ là tạm thời lửa giận à? Bắc Cung Hoành Thiên nhìn nữ nhi đi xuống núi tìm Diệp Thí Thiên, thần giác buộc vòng quanh nụ cười tới. Một chuôi hỗn nguyên tiên khí coi là cái gì? So sánh với thời không chi binh. Dù là trăm kiện hỗn nguyên tiên khí, mấy chục kiện hợp đạo thần khí, đều có thể chút nào vô điều kiện đập đi. Trung đẳng gia tộc không thì không cách nào luyện chế thời không chi binh, chỉ là mấy ngàn năm mới có thể luyện chế một chuôi thôi, đối với thời không chi binh khát vọng. Không biết yếu hơn kim đao môn đối với hợp đạo thần khí khát vọng, đều muốn đem gia tộc đứng đầu thực lực, tăng thêm nữa mấy phần. Vào giờ phút này, nguyên bản dưới chân núi Diệp Thần, gặp như vậy làm nhục, sao sẽ tiếp tục ngây ngô, đã sớm rời đi. Rất nhanh, Diệp Thần đã tới ngoài ngàn dặm một tòa thành lớn bên trong, đang suy tính như thế nào mới có thể trực tiếp lẻn vào hồn tộc mật địa, hái vạn năm hồn long thảo, nếu người khác không giúp, vậy thì tự mình tới. Xa xa, hơn 10 triệu dặm ra. Một nơi mờ mịt tiên vực bên trong, từng cục to lớn tiên đá lơ lửng không trung, trên đó kiến trúc trước từng ngọn lộng lẫy và tuyệt vời gác lửng, luôn luôn còn có tiên hạc bay lượn, linh thảo tiên hoa phân bố, tiên khí hiên ngang, liền giống như hoa hạ trong truyền thuyết tiên giới vậy. Rào 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 rào, rào rào, từng cái cô gái đầu trắng cầm kiếm ngự không qua lại mà qua, nếu như phiếu miểu tiên tử vậy. Mỗi một người cũng đẹp đến nổi người thán phục. Tựa hồ chỗ này tông phái, một nơi đem đất vực địa chỉ chọn trên không trung tông phái. Những cái kia cô gái đồ trắng, chính là từng người đệ tử. Mà đây nhóm cô gái chính giữa, một người cầm đầu tinh mỹ vô cùng, da thịt như tuyết, dung mạo như thiên tiên, tay cầm một chuôi màu xanh nhạt trường kiếm, dừng chân tại hơn khối tiên đá bây giờ, thỉnh thoảng hái không trung lơ lửng nhiều đóa hoa mai, nàng chính là Kỳ Tư Thanh. Cùng những thứ khác cô gái đổ trắng vậy, tựa hồ là đang so thử tốc độ và độ chính xác. Nhưng nhìn thật kỹ, phát hiện mỗi một đóa hoa mai trên đều có từng tầng một cấm chế, tiếp cận thần hồn lực liền sẽ tiến vào trong đó, tiếp nhận một tôn tôn chiến khôi khiêu chiến xong rồi chiến khôi, mới được vậy một đóa hoa mai. Trên trăm cô gái đổ trắng. Nhưng là Kỳ Tư Thanh trong tay hoa mai nhất hơn, nhưng cảnh giới của nàng ngược lại là thấp nhất. Xa xa, Linh Vận Tiên Tôn cùng mấy vị tiên tôn bạn tốt, dừng chân ở một nơi to lớn tiên đá trên, mắt nhìn xuống những thứ này tham gia thực tập đệ tử, lẫn nhau thảo luận, muốn xem ai đệ tử mạnh nhất. Linh Vận, ngươi lần này kia khai ra hạt giống tốt à? Lúc này mới thần vương cảnh nhất tầng thiên, lại có thể bộc phát ra thần vương cảnh tầng 3, 4 ngày chiến lực, không tệ à? Một vị thanh bào nữ tiên tôn hơi chỉ rõ nói, cô gái này. Gọi là Kỳ Tư Thanh đúng không, xây ra tiên linh thần vương nói, hẳn đi linh hoạt kỳ ảo mờ mịt một đường, tốt nhất là lục căn thanh tĩnh, không là chuyện vặt quấy nhiễu, Linh Vận, người có thể phải thật tốt đào tạo à. Ngày sau, lại là một vị tiên tôn đâu. Người thật là vận khí tốt à. Khách khí, vận khí mà thôi. Linh Vận tiên tôn bề ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, ngưng mắt nhìn Kỳ Tư Thanh kích phá rất nhiều chiến khôi tốc độ. Không khỏi gật đầu, một năm không tới thời gian, Kỳ Tư Thanh đã từ đế tôn cảnh, đã tới thần vương cảnh. Tốc độ này ở linh võ đại lục cũng có thể nói yêu nghiệt. Quả nhiên là một hạt giống tốt. Cũng không biết Côn Lôn hư cái loại đó rác dưới chi địa, làm sao sẽ ra đời loại thiên tài này. Xem ra nàng hẳn còn đi kỷ chuyến Côn Lôn hư và Hoa Hạ, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ Tư Thanh lĩnh ngộ ra tiên linh đại đạo. Lại diễn hóa làm tiên linh thần vương đạo. Ban đầu, không nhìn lầm nàng. Còn như Hạ Nhược Tuyết. Đồng dạng là một hạt giống tốt, đáng tiếc nhưng là Diệp Thần vậy con kiến hôi nơi ràng buộc, còn phải chờ Diệp Thần lần sau xảy ra chuyện mới chịu bái ta làm sư phụ, để cho ta ra tay đi cứu, ai, cái này thấp võ vị diện con kiến hôi lầm đồ nhi ta à. Bất quá, Linh Vận Tiên Tôn có chút nóng vội. Kỳ Tư Thanh tốc độ đột phá nhanh như vậy. Một mặt đương nhiên là bởi vì nghịch thiên công pháp và vô cùng vô tận linh khí. Mặt khác, Linh Vận Tiên Tôn lấy máu tươi đoạt linh trận,
cướp đoạt hắn khí vận của người tại Kỳ Tư Thanh trên mình. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này, Kỳ Tư Thanh căn bản không biết. Đối với Kỳ Tư Thanh mà nói, nàng bây giờ phải làm chính là điên cuồng tu luyện. Linh võ đại lục không thể so với Côn Lôn hư. Khoảng thời gian này sinh hoạt, nàng cảm nhận được linh võ đại lục vô tình và lạnh như băng. Chung quanh hết thảy hiểm ác đến mức tận cùng, lại là người mạnh là vua. Nàng không biết Diệp Thần sẽ tới hay không nơi này tìm nàng và Hạ Nhược Tuyết. Nơi đây không phải người bình thường có thể chống lại. Diệp Thần tới, chỉ có một con đường chết. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm thấy, muốn không được bao lâu, Diệp Thần liền sẽ đứng ở nàng trước mặt. Ba người sẽ gặp nhau. Cho nên bỏ mặc lúc nào gặp mặt, cũng hoặc là hậu quả gì, chỉ có nàng cường đại, mới có thể bảo vệ cái đó cùng thiên so cao thanh niên. Cũng không biết tên kia bây giờ ở nơi nào, hắn hẳn còn sống đi. Ai? Từ vừa mới bắt đầu bước vào linh võ đại lục, Kỳ Tư Thanh chính là bất đắc dĩ bái linh vận tiên tôn vi sư, đạt được nhiều tài nguyên, nhanh chóng thăng cấp tới nhập thần cảnh, lĩnh ngộ ra liền tiên linh đại đạo, lại đạt được linh tiên đế cung hàng loạt tài bồi, cho nên mới ở trong thời gian ngắn như vậy, lên cấp đến thần vương cảnh nhất tầng thiên. Tiên linh đại đạo, vậy tấn thăng làm tiên linh thần vương đạo. Đối với loại này đặc biệt, linh hoạt kỳ ảo đạo lực, linh vận tiên tôn các người hết sức mừng rỡ, cũng cảm thấy Kỳ Tư Thanh tương lai tất sẽ bước vào tạo hóa cảnh, phong thức hiệu tiên tôn, sẽ là linh tiên đế cung, lại tăng thêm một phần chiến lực. Tiên linh thần vương đạo. So với Diệp Thần sát lục đại đạo, tịch diệt đại đạo và bất diệt đại đạo, cộng thêm Phật gia đại đạo, không kém chút nào. Thần vương nói, đại đạo lực, đều là một loại lực lượng liên tục cởi thay đổi ba cảnh giới, do hắn căn nguyên là nhất trí, mà theo xây ra đạo lực không cùng, vậy sẽ theo cảnh giới càng cao, chiến lực càng mạnh. Nhất là đặc thù đạo lực, ví dụ như giết hại, mất đi, bất diệt, hủy diệt, tiên linh, phượng hoàng, thánh long, thần long đợi một chút đạo lực, đều là vượt cấp tác chiến vốn, đồng thời đối với tương lai lĩnh ngộ quy luật, vậy sẽ tăng nhanh không ít. Cấp một đạo lực. Không tệ à. Bên cạnh, một cái hồng bào người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu, giữa eo phối hợp một chuôi lửa đỏ trường kiếm, sau lưng hư ảnh sống tựa như phượng hoàng vậy, tựa hồ có phượng hoàng huyết mạch, bất ngờ chính là linh tiên đế cung ngoài ra một vị phó cung chủ hỏa hoàng tiên tôn. Hỏa hoàng tiên tôn cùng linh vận tiên tôn, địa vị, cảnh giới, chiến lực nhất trí. Chỉ là một mực than thở, không có nhận được đệ tử giỏi. Đang chuẩn bị học tập linh vận tiên tôn. Du lịch tất cả giới, tìm thiên phú thật tốt đệ tử. Có thể mới vừa chuẩn bị bắt đầu du lịch, linh vận tiên tôn liền mang về hai cái thiên phú tuyệt đẹp đệ tử, chính giữa có một người còn thức tỉnh cấp một đạo lực, làm được nàng không ngừng hâm mộ, thậm chí đều có chút muốn phải thay thế linh vận tiên tôn đào tạo Kỳ Tư Thanh tâm tư. Linh vận, Kỳ Tư Thanh bái ngươi làm thầy, Hạ Nhược Tuyết lại không có. Không ngại, đem ngươi Hạ Nhược Tuyết cho ta. Để cho nàng bái ta làm sư phụ, có lẽ cũng có thể thức tỉnh cấp một đạo lực. Hỏa hoàng tiên tôn nhàn nhạt nói, chúng ta cũng chỉ là thức tỉnh cấp hai đạo lực, Kỳ Tư Thanh hẳn sẽ đi được xa hơn, có lẽ tương lai có thể đến cung chủ trình độ đó, phong thức hiệu chân thần, Hạ Nhược Tuyết tất nhiên không kém, nếu ngươi có một người học trò, liền không cần lại thu một cái khác liền đi. Thu học trò, nhất là thiên phú thật tốt tinh nhuệ đệ tử, tầm thường cường giả. Đào tạo một cái đều cần tiêu hao không nhỏ tinh lực, huống chi là hai cái. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh cùng nhau đào tạo, ắt phải sẽ có một người không có được hoàn toàn tài bồi, sẽ ảnh hưởng sau đó tu vi. Như vậy, còn không bằng đem Hạ Nhược Tuyết đưa cho bổn tôn tới tài bồi. Hừ, hỏa hoàng, mình không thu được đồ đệ tốt, còn muốn tới cướp ta. Cấp một đạo lực à, chúng ta lên cùng tông môn cơ hồ không thể gặp. Tất cả là xuất hiện ở gia tộc cao cấp và tông phái mới có thể gặp à, tương lai chỉ cần căn nguyên không chịu tổn, lại cướp lấy một chuôi thần khí, tất nhiên có thể nhập tinh khiếu cảnh. Linh vận tiên tôn nhàn nhạt vừa nói, nàng là tạo hóa cảnh cửu tầng thiên, linh tiên đế cung cũng không phải là không có thần khí. Mà nàng và hỏa hoàng tiên tôn đều là đạo lực chưa đủ, phải tiến hành tu luyện tạo vật quy luật để đền bù chống chỗ, lúc này mới có thể lợi dụng thần khí đột phá. Nếu không thành lập mấy vạn năm linh tiên đế cung, mặc dù không như vạn kiếm đế cung như vậy nội tình thâm hậu, nhưng cũng không nên chỉ có một vị tinh khiếu cảnh phong thần cường giả.
Tương đối mà nói, Kỷ Tư Thanh không cần. Nàng đến tạo hóa cảnh đỉnh cấp sau đó, không cần quá mức lại đi tu luyện tạo vật quy luật, có thể trực tiếp dùng thần khí tới đột phá. Như vậy, là được tránh tu luyện tạo vật phép tắc mấy ngàn năm, thậm chí còn hơn 10.000 năm thời gian, có thể trực tiếp trở thành tinh khiếu cảnh cường giả. Tương đối mà nói, Linh Vận Tiên Tôn cắm ở tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp mấy ngàn năm, không lúc nào không có ở đây điều nghiên tạo vật quy luật, cho dù là ở thấp võ đại lục du trải qua tìm đệ tử trên đường, cũng đang tu luyện tạo vật quy luật, đã tu đến viên mãn trình độ, chỉ cần lại qua 2-3.000 năm thời gian, đem tạo vật quy luật tu luyện tới đại viên mãn tầng thứ, mới có thể đột phá. Cấp 1 đạo lực, cấp 1, lại là tiên linh thần vương nói. Chung quanh, mấy vị linh tiên đế cung cường giả tạo hóa cảnh, rối rít lộ ra vui mừng. Thậm chí còn tới tham gia thực tập một cái khác tông phái tạo hóa cảnh các trưởng lão, cũng gật đầu không ngừng, cảm khái Linh Vận Tiên Tôn tìm được một cái đệ tử giỏi. Cấp 1 đạo lực à, tượng trưng cho cao nhất cơ duyên con đường tu luyện à. So với linh võ đại lục thiên thiên vạn vạn võ giả mà nói, Kỷ Tư Thanh từ mở một cái đầu cũng đã dẫn đầu bọn họ. Trên thực tế, vô luận linh võ đại lục vẫn là Côn Lôn hư, cũng hoặc là những thế giới khác, chỉ cần tu vũ đạo, tu đạo lực, hắn tu luyện ra được đạo lực, đều có phẩm cấp phân chia, đạo lực càng mạnh, phẩm cấp càng cao, đường phía sau càng tốt đi. Giống như là tiên linh đạo lực, thánh long đạo lực, thần long đạo lực, phượng hoàng đạo lực chờ một chút. Cũng coi như là cấp 1 đạo lực. Ý nghĩa tạo hóa cảnh đến tinh khiếu cảnh bây giờ, không có bất kỳ cổ trai và khó khăn, đem sẽ nước chảy thành sông vậy đột phá. Còn như hủy diệt đạo lực, giết hại, bất diệt, mất đi, hủy diệt đợi một chút, cũng chỉ có thể coi như là cấp 2 đạo lực. Này cùng đạo lực, Diệp Thần một mình tu luyện được 3 cái cấp 2 đạo lực, nhưng vậy cần cùng Linh Vận Tiên Tôn bọn họ vậy, tương lai mấu chốt ngộ tạo vật quy luật, hơn nữa tu luyện tới đại viên mãn mới có thể phá cảnh. Còn như kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đạo lực, cộng thêm lên kiếm đao phủ thương đợi một chút đạo lực cũng chỉ có thể coi như là tam phẩm đạo lực, phá cảnh lúc sẽ rất khó khăn, trên căn bản rất nhiều người cả đời dừng bước tại tạo hóa cảnh, muốn đi về trước, liền cần lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, hơn nữa thông hiểu đạo lý, giống như là Bắc Cung gia tộc bát trưởng lão và ngũ trưởng lão, huyết linh tộc lão tổ, chính là hoàn toàn chứa ngũ hành quy luật, hao phí gần 10.000 năm thời gian, mới phá cảnh đến hợp đạo cảnh. Nếu như đổi thành Diệp Thần, là được miễn đi cái này vãn năm thời gian. Xuống chút nữa, một ít thú vật đạo lực, cũng chỉ có thể coi là cấp 4 đạo lực, trừ phi bản thể chính là thú vật, nếu không cả đời này dừng bước tại hỗn nguyên cảnh. Huyết mạch lực, chủ đạo bản thể thân xác mạnh yếu, linh lực mạnh yếu. Đạo lực, chủ đạo bản thể thiên phú mạnh yếu, tương lai quy luật lực lượng mạnh yếu. Huyết mạch càng mạnh, có thể nhúc nhích dùng nội tình càng nhiều. Đạo lực phẩm cấp càng cao, tương lai đi đường xa hơn. Mau kết thúc. Kỷ Tư Thanh, không hổ là có tiên linh thần vương đạo người. Bên cạnh, một vị tạo hóa cảnh tam tầng thiên trưởng lão cảm khái, ngắm nhìn Kỷ Tư Thanh tung người xuống, đoạt được đệ nhất dáng người, dần dần có chút hâm mộ. Đây nếu là đồ đệ của mình, thật là tốt biết bao à. Có thể dạy đạo ra một vị tạo hóa cảnh, thậm chí tinh khiếu cảnh đệ tử. Cũng là cả đời quang vinh và khoác lác vốn liếng. Không tệ không tệ. Lấy đệ nhất, rất tốt. Linh Vận Tiên Tôn đầu ngón tay một chút, tiếp nhận Kỷ Tư Thanh, mặt lộ mỉm cười nói, ngươi nghỉ ngơi vài tháng, vi sư mang ngươi đi tinh thần biển tu luyện. Tinh thần biển. Bắc Phực ngoài ra một nơi vùng biển, không cùng những thứ khác vùng biển có sinh linh, tinh thần trong biển không có bất kỳ sinh linh, ngược lại có đếm không hết tinh thần thạch. Đều là trong tinh không rơi xuống tinh thần biến thành thành, trải qua hơn 100.000 năm trăn trở, tinh thần thạch thu nạp thiên địa tiên khí, tiến tới diễn biến thành thần vật, hấp thu một quả cũng có thể mạnh mẽ đạo lực. Nhưng là, chỉ có lĩnh ngộ cấp 2 đạo lực võ giả mới có thể hấp thu tinh thần thạch, những thứ khác tam phẩm, cấp 4 đạo lực võ giả cưỡng ép hấp thu, liền sẽ bị sống sờ sờ chướng bảo. Sư tôn, tinh thần thạch hấp thu, cần phải bao lâu? Kỷ Tư Thanh mi mắt thanh tuyệt, thật giống như không vào phàm trần tiên tử vậy, cả người quần áo trắng váy đầm dài, tung bay lâng lâng. Những ngày qua, nàng luôn có dự cảm bất tường, đối với Diệp Thần an nguy trong lòng cũng là nóng nảy vạn phần, chỉ là lĩnh ngộ ra tiên linh thần vương đạo sau đó,
mọi cử động nhìn lạnh như băng kiên quyết, giống như là băng sơn người đẹp vậy, nội tâm Tiêu Làm khó lấy triển lộ ra. Đồ nhi, lấy ngươi thiên phú, đủ để hấp thu 10 khối tinh thần thạch. Đến lúc đó ngươi thần vương đạo viên mãn, một bước lên cấp thần vương cảnh cửu tầng thiên, vậy không nói ở đây. Linh vận tiên tôn không có trực tiếp về cần phải thời gian, thu nạp một quả tinh thần thạch đều cần đếm tháng thời gian, huống chi chừng 10 khối. Nhưng chỉ cần Kỷ Tư Thanh thu nạp xong rồi tinh thần thạch, là được trực tiếp phá cảnh đến hỗn nguyên cảnh, đến lúc đó lại cho nàng không gian thần thạch, lấy thiên phú của nàng, cũng có thể ở trong vòng trăm năm lên cấp hợp đạo cảnh. Dĩ nhiên, Kỷ Tư Thanh là không có biện pháp và Thánh Long gia tộc, Thần Long gia tộc con rồng long nữ tuổi tác và cảnh giới sánh bằng. Mặc dù hai bên thiên phú như nhau, làm sao Kỷ Tư Thanh trước ở thấp võ đại lục Côn Lôn hư, làm trễ nãi rất thời gian dài, cho dù bây giờ bị linh vận tiên tôn lớn lực đào tạo, có thể cũng không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể nói trong vòng ngàn năm, có thể đào tạo Kỷ Tư Thanh thành tựu tạo hóa cảnh. So với hai đại đứng đầu gia tộc con rồng long nữ, đến tạo hóa cảnh, cực kỳ trẻ tuổi. Chính giữa thiên phú siêu tuyệt, có thể trăm tuổi chừng liền đã tới. Đây cũng là gia tộc cao cấp nội tình, người ngoài vạn năm, thậm chí còn mấy chục ngàn năm thời gian, mới có thể thành tựu hợp đạo cảnh, nhưng ở bọn họ trong hoàn cảnh, cũng không quá 100-200 năm mà thôi. Nếu không phải hai gia tộc lớn, một mặt lẫn nhau khai chiến, một mặt phải ngăn cản ma vực ma thú và bạo loạn yêu thú công kích, cái này linh võ đại lục, chính là bọn họ. Tinh thần thạch. Chỉ mong, ta có thể hấp thu rất mau đi. Kỷ Tư Thanh đang suy nghĩ. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt đại biến, kịch liệt thảm trắng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thật giống như bị thương nặng vậy lui về phía sau hai bước, trán hiện ra lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, thậm chí cũng sắp đứng không vững. Đồ nhi, ngươi thế nào? Linh vận tiên tôn thần sắc khẽ biến, chợt đỡ Kỷ Tư Thanh, điều động mình quy luật lực, dò xét Kỷ Tư Thanh tình huống thân thể. Kết quả chuyện gì xảy ra? Ta đồ nhi làm sao sẽ không giải thích được bị thương? Chẳng lẽ, lần này Linh Tiên Đế Cung và Bách Tiên Vương Cung tổ chức trao đổi thực tập giải thi đấu, Bách Tiên Vương Cung người âm thầm đối với bổn tôn đệ tử ra tay. Còn chưa dò xét ra tình huống, mấy vị Bách Tiên Vương Cung trưởng lão muốn lên tới hỗ trợ, hoặc là tra xem một hai, đều bị Linh Vận Tiên Tôn vung tay lên đánh lui ra. Linh Vận Tiên Tôn nhìn về phía các nàng, thần sắc không tốt, sợ rằng một khi chứng thật sẽ không chút do dự ra tay. Bổn tôn đệ tử. Cũng không ai chính xác động, cho dù là Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc người cũng không được. Dần dần, mấy vị kia Bách Tiên Vương cung trưởng lão vậy phát hiện không đúng tình huống, đều tự lui qua một bên tránh hiểm nghi đi, luôn luôn còn xem nhà mình đệ tử, có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là đệ tử mình đã hạ thủ. Lần này Bách Tiên Vương cung, xuất đội tới 3 vị tiên tôn, 2 vị tạo hóa cảnh trung kỳ, 1 vị tạo hóa cảnh hậu kỳ. Những thứ khác đi theo tới đây 100 vị đệ tử, đều là thần vương cảnh tầng thứ, sẽ đối Kỷ Tư Thanh ra tay cố nhiên không khó, nhưng cũng không lý tới do à, cũng không phải là một cái tông phái, bị thương Kỷ Tư Thanh, đối với các nàng mình mà nói, cũng không có quá lớn lợi ích. Huống chi, Bách Tiên Vương Cung và Linh Tiên Đế Cung vẫn là kết minh quan hệ. Hồi lâu đã qua, Linh Vận Tiên Tôn thần sắc có chút không đúng, lẳng lặng nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Hỏi, người phân ra mình thần hồn lực. Hắn đã biết Kỷ Tư Thanh vấn đề ở chỗ thần hồn lực thiếu sót. Chính xác mà nói, là một nửa kia thần hồn lực bể nát, đưa đến người bị thương nặng. Kỷ Tư Thanh sắc mặt thanh tuyệt, ăn một quả thần vương đan mới hơi tốt hơn tới một ít, không khỏi được gật đầu một cái, chợt sắc mặt bi thảm, nhàn nhạt nói, sư tôn, Diệp Thần xảy ra chuyện, ta mời ngài đi cứu hắn. Sư tôn. Đây coi như là ta cái cuối cùng thỉnh cầu. Im miệng, cái gì cái cuối cùng thỉnh cầu, người lại không chết. Linh vận tiên tôn trực tiếp phong Kỷ Tư Thanh miệng, nhìn về phía chung quanh tiên tôn, nói, bổn tôn còn có việc phải xử lý, các ngươi tự đi hoạt động đi. Tiếng nói vừa dứt, linh vận tiên tôn mang Kỷ Tư Thanh, trở lại mình điện đình bên trong. Hạ Nhược Tuyết đang cư ngụ ở điện trong đình tu luyện, không có tiếp nhận linh vận tiên tôn cho thiên tài địa bảo. Cũng không có tu luyện Linh Tiên Đế Cung công pháp, chỉ là tu luyện Diệp Thần cho nàng công pháp, đưa đến tu vi một mực dừng lại ở đế tôn cảnh thất tầng thiên đỉnh cấp. Mặc dù đi tới Linh Võ Đại Lục, chung quanh tiên khí đậm đà, dễ dàng hơn đột phá.
Nhưng là không có hàng loạt thiên tài địa bảo và pháp quyết, muốn bước vào nhập thần cảnh võ giả cũng không dễ dàng. Sư tôn, mời ngươi lại làm đồ đệ mà ra tay một lần. Kỷ Tư Thanh cảm giác mình có thể nói chuyện, vội vàng vừa nói. Mình ban đầu chia một số thần hồn lực lượng ở Diệp Thần trên mình, chính là vì cảm giác Diệp Thần sống chết. Không nghĩ tới bây giờ nổi lên tác dụng. Cái này quá quỷ dị. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất định bị thương thật nặng, nếu không mình thần hồn lực không thể nào bể tan tành. Vô cùng có thể gặp phải huyết linh tộc người. Cũng có thể là những cường giả khác, bây giờ chỉ có thỉnh cầu sư tôn ra tay giải cứu. Linh Vận Tiên Tôn bây giờ tình huống, không nhìn ra là tức giận vẫn là cao hứng, chỉ là đứng chắp tay, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, trong lòng tính toán, Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử lại xảy ra chuyện. Xem ra, trời cũng giúp ta à? Ban đầu, các ngươi hai cái không phải nói, Diệp Thần gặp phải phiền toái mới sẽ bái ta làm sư phụ à? Kỷ Tư Thanh bái bổn tôn vi sư, bổn tôn ra tay ngăn cản huyết linh tộc. Lần này, nên Hạ Nhược Tuyết liền đi. Hạ Nhược Tuyết nếu như bái bổn tôn vi sư, bổn tôn vậy có nắm chắc để cho nàng lĩnh ngộ cấp 1 đạo lực, dầu gì cũng là cấp 2 đạo lực, tương lai tạo hóa cảnh là gậy sắt đinh đinh. Như vậy tới một cái, ta Linh Tiên Đế Cung liền có thể càng cường đại hơn một chút. Linh Tiên Đế Cung đệ tử muôn vàn, có thể cũng không phải mỗi một người đều có trở thành tạo hóa cảnh tiềm lực. Tất cả là dựa theo mỗi người đệ tử đạo lực và thiên phú tới phân phối tài nguyên, có cả đời có thể dừng bước tại hỗn nguyên cảnh, có đệ tử không có kỳ ngộ, liền sẽ dừng bước hợp đạo cảnh, Linh Vận Tiên Tôn các nàng liền dựa theo hắn thiên phú phân phối tương ứng tài nguyên. Nhưng là Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết không cùng, cái này hai người thiên phú cao ra những người khác quá nhiều, ngày sau tất thành tạo hóa cảnh, cho nên Linh Vận Tiên Tôn cũng không khỏi không tiêu phí thủ đoạn, thu các nàng làm đồ đệ. Lớn mạnh Linh Tiên Đế Cung. Sư Tôn. Không đúng, Kỷ Tư Thanh cảm giác ngực im lìm, thậm chí đầu đều có chút nổ tung, chợt cảm ứng được huyết mạch biến hóa, kinh ngạc nói, Kỷ Lâm thần hồn lại đang bị nào đó tà vật chiếm đoạt. Nàng vậy xảy ra chuyện. Đáng chết. Kỷ Lâm và nàng dẫu sao là chị em ruột. Một ra chuyện, một cái khác cũng có thể thông qua huyết mạch lực cảm ứng được. Không chỉ là chị em ruột, phàm là cường đại võ giả, cũng có thể thông qua huyết mạch lực và nhân quả lực, cảm giác được người chung quanh bị thương, thậm chí còn chết trận tình huống, giống như là Kỷ Tư Thanh liền cảm thấy Kỷ Lâm xảy ra chuyện, Diệp Thần bị thương thật nặng. Hai người, cũng xảy ra chuyện. Chẳng lẽ... bọn họ hai cái là ở chung với nhau. Kỷ Lâm, muội muội ngươi đúng không, ta gặp qua, một cái bé gái. Hai cái cũng xảy ra chuyện, Linh Vận Tiên Tôn chợt thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nhàn nhạt nói, Kỷ Tư Thanh, ban đầu các ngươi đối với vi sư nói, vi sư vậy nhớ, bây giờ, nên Hạ Nhược Tuyết bái sư đi. Nàng ôm tay nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết không bái sư, nàng không ra tay. Dần dần, Linh Vận Tiên Tôn đều cảm giác được cổ quái, mình thân là nhất phái phó cung chủ, phong tước hiệu tiên tôn tạo hóa cảnh cửu tầng thiên cường giả đỉnh phong, lúc nào đến muốn uy hiếp học trò mình bước. Tính toán một chút, dù sao học trò thu liền tốt. Còn như ngăn cách, sau này có chính là thời gian tiêu trừ. Kỷ Tư Thanh nghe nói như vậy, cũng là không biết làm sao, nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, trong mắt lộ ra trông chờ thần sắc. Linh Vận Tiên Tôn không hại mình. Ngược lại lớn lực tài bồi mình, đổi thành những người khác không chừng đã sớm bái Linh Vận Tiên Tôn làm thầy, nhưng là nàng và Hạ Nhược Tuyết chính là không ưa Linh Vận Tiên Tôn cái này thái độ cao ngạo, nhất là nghe không quen Linh Vận Tiên Tôn chê bai Diệp Thần. Mỗi lần nghe được, đều cảm giác sư tôn có chút đáng ghét, nhưng là bây giờ không có biện pháp. Người sư tôn này, được bái. Đệ tử Hạ Nhược Tuyết, bái kiến sư tôn, kể từ hôm nay. Nhược Tuyết nguyện ý dựa theo sư tôn yêu cầu tu luyện. Hạ Nhược Tuyết tự nhiên nhìn thấu Kỷ Tư Thanh trong mắt khẩn trương, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, hơi quỳ xuống dập đầu, lễ bái sư sau khi kết thúc nói, mời sư tôn cứu Kỷ Lâm và Diệp Thần, lúc đó cam kết, chúng ta thực hiện, hy vọng sư tôn cũng có thể thực hiện cam kết. Linh Vận Tiên Tôn ánh mắt nhìn lướt qua hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cam kết, cái này hai cái nhỏ nha đầu. Thật cầm bổn tôn xem thành người nào à? Ai, những năm này thu học trò nóng lòng, thêm tới Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử quấy rối.
Bổn tôn tự mình thu học trò, tận tình khuyên bảo, lại có thể cũng còn phí lâu như vậy mới nhận được đệ tử, nếu để cho những lão gia hỏa kia biết chân tướng, phỏng đoán được cười ngạo bổn tôn liền đi, bất quá bọn họ cười đi, cùng ngàn năm trôi qua, bổn tôn hai cái đầu nhi lên cấp tạo hóa cảnh. Đến lúc đó một môn ba vị phong thức hiệu tiên tôn cường giả, đủ để danh chấn bắc vực. Ngày sau, cung chủ thối vị là thái thượng đại trưởng lão, là lão tổ sau đó, bổn cung cũng có thể đón lấy linh tiên đế cung. Cuối cùng, linh vận tiên tôn bất đắc dĩ than thở một tiếng, đỡ lên Hạ Nhược Tuyết, điểm ngón tay một cái, một cổ sáng bóng tụ vào Hạ Nhược Tuyết trong đầu, là truyền linh tiên đế cung nồng cốt tâm pháp cùng với công pháp, mình đệ tử, dĩ nhiên là linh tiên đế cung đạo truyền đệ tử, có tư cách tu luyện cao thâm nhất công pháp. Nàng lạnh nhạt nói, các ngươi hai cái thật tốt tu luyện đi. Bổn tôn sẽ đích thân đi tìm Diệp Thần và Kỳ Lâm. Bảo đảm, sẽ không để cho Kỳ Lâm xảy ra chuyện, còn như Diệp Thần, xem thằng nhóc kia mình giác ngộ. Linh vận tiên tôn lại lần nữa lộ ra nụ cười, lấy nàng lão hồ ly này tâm tính, liền kết luận Diệp Thần sẽ không tiếp nhận trợ giúp của mình. Cho nên, đây là một cọc mua bán không vốn, chỉ được lợi không lỗ. Học trò thu, lại không cần thật ra tay, thế nào mà không làm chứ? Đối với linh vận tiên tôn cái này chờ sống sót mấy vạn năm uy tín lâu năm cường giả mà nói, đạo truyền đệ tử có lúc so mình ruột thịt nhi tử nữ nhi đều phải thân, con cái nếu như thiên phú không cao, ngày sau hoặc là chết già, hoặc là chết trận, chỉ có đạo truyền đệ tử, càng ở đệ tử thân truyền trên, là phải đem cả người đạo thừa cho bọn hắn. Cho nên, đạo truyền đệ tử, không chỉ là bầu bạn sư tôn cả đời nhân vật, lại là sư tôn duy nhất nhớ mong người. Hiện nay, linh vận tiên tôn thu Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, liền muốn như thế nào mới có thể để cho các nàng quên mất Diệp Thần, chuyên tâm tu luyện, nhất là Kỳ Tư Thanh tiên linh thần vương nói, lục căn thanh tịnh, không dính nhiễm một chút hồng trần khí tốt nhất. Cùng lần này cứu viện Kỳ Lâm kết thúc, nàng liền mang Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, ở tinh thần biển đợi cái 200-300 năm, ngoài ra dùng thời gian pháp tắc để cho các nàng lấy là chỉ là đã qua 1-2 năm mà thôi, đến khi 200-300 năm trôi qua. Diệp Thần vậy đã chết. Đến lúc đó, Đồ Nhi có lẽ sẽ trách nàng. Nhưng thời gian một dài, sẽ đi qua 1800 năm, thậm chí diễn ra một chút khổ nhục kế, đủ để tiêu trừ hơn nửa ngăn cách, thậm chí bố trí thời gian pháp tắc thời điểm tận lực một ít, làm bộ như nàng cũng không biết tình huống, cộng thêm lên trước thời hạn bố trí người, che chở các Đồ Nhi ở Côn Lôn hư gia tộc và người thân bạn tốt. Như vậy tới một cái. Diệp Thần vừa chết. Bổn tôn hai cái đầu nhi, tiền đồ vô lượng, con đường võ đạo quang minh. Sư tôn, ngài thế nào rồi? Kỷ Tư Thanh nhìn linh vận tiên tôn sâu tư dáng vẻ, cực kỳ nghi ngờ, chẳng lẽ mình sư tôn có cái gì bệnh kín? Hạ Nhược Tuyết thì không có phản ứng gì, nàng dẫu sao thanh tuyệt, càng đã lâu hậu là quả ngôn thiếu ngữ. Không có sao, sư tôn nhớ tới một chuyện, các ngươi yên tâm tu luyện, hai người bọn họ tánh mạng quấn ở sư tôn trên mình. Linh vận tiên tôn tận lực lộ ra một nụ cười, nói các ngươi hai cái, không phải là muốn trợ giúp Diệp Thần sao? Đi tinh thần biển, thật tốt tu luyện, bổn tôn đến lúc đó thử một lần dùng thời gian pháp tắc thay đổi tốc độ chảy, có lẽ 1-2 năm sau đó, các ngươi phá nhập hợp đạo cảnh, liền có thể tương trợ Diệp Thần đâu. Thật, tạ tạ sư tôn, Kỳ Tư Thanh vốn là đối với tinh thần biển không có hứng thú. Nhưng là giờ phút này, nhưng là vô cùng quan tâm. Hạ Nhược Tuyết cũng là nhìn chăm chú linh vận tiên tôn, ánh mắt hòa hoãn không thiếu. Một giây kế tiếp, linh vận tiên tôn đánh ra từng đạo thất thải tiên quang, hội họp thành một tòa mô hình nhỏ cung điện, đây là vi sư cung điện loại hợp đạo thần khí, có thể cư trú người, hơi có chút thời gian tốc độ chảy, có nhiều thiên tài địa bảo và đan dược, hơn nữa có khí linh tương trợ, các ngươi ở bên trong tu luyện đi. Vi sư đi giải quyết chuyện bên kia thì trở lại. Sau đó mang các ngươi đi tinh thần biển. Linh vận tiên tôn đem cung điện loại hợp đạo thần khí, ủy thác cho linh tiên đế cung một vị tạo hóa cảnh bát tầng thiên trưởng lão, là nàng người tín nhiệm nhất, như vậy người phụ trách theo xem mình đệ tử, nàng tự nhiên tin tưởng. Mà linh vận tiên tôn thì lên đường đi tìm Kỳ Lâm và Diệp Thần. Vị này tạo hóa cảnh bát tầng thiên trưởng lão, tên là Thanh Thủy Tiên Tôn, ở linh tiên đế cung địa vị không nhỏ. Nàng nhìn trong tay thu nhỏ lại cung điện loại hợp đạo thần khí, thần sắc hơi có chút biến hóa, nhẹ giọng thở dài nói, linh vận lần này,
thật sự là xuống vốn gốc à. Thiên trai cư cũng dùng đến. Xem ra, cái này hai người đệ tử, tương lai tất thành tạo hóa cảnh, nếu không không tư cách để cho linh vận vận dụng. Thiên trai cư, cung điện loại hợp đạo thần khí. Cố nhiên là hợp đạo thần khí, nhưng cũng là một tòa có thể thu thả tự nhiên, hơn nữa có thể chịu đựng người sống cung điện loại vũ khí. Này cùng cung điện loại binh khí, phải là hợp đạo thần khí tầng thứ mới có thể luyện chế, lợi dụng thời gian thần thạch và không gian thần thạch kết hợp, tùy tiện một tòa cung điện loại binh khí, chính là một tòa chân chính chính di động cung điện, không phân chia phẩm cấp, chỉ phân lớn nhỏ, dù là nhỏ nhất giá trị cũng có thể sánh bằng tầm thường cửu phẩm hợp đạo thần khí. Linh võ đại lục bức nhân viên bát ngát. Thượng đẳng tông phái lẫn nhau bây giờ cách nhau hơn 10.000 vạn dặm, phàm là khá lớn cử động. Trưởng lão các hộ pháp cố nhiên có thể phá vỡ hư không đi, nhưng là các đệ tử cũng không có biện pháp, cho nên có cao nhân tiền bối luyện chế được cung điện loại binh khí, chứ cảnh giới gì người đều có thể. Có lúc, giống như là Bách Tiên Vương Cung và Thánh Long gia tộc, tấn công Vạn Kiếm Đế Cung. Đều là do một vị trí cường giả, đem những người khác thu vào cung điện loại binh khí bên trong, tự mình một người đi đường, đến lúc Vạn Kiếm Đế Cung lại thả ra những cường giả khác tới tập kích. Như vậy vừa có thể không bại lộ tin tức, cũng có thể cực lớn che giấu hành tung, hơn nữa có thể mang đầy đủ võ giả đi. Cho tới Vạn Kiếm Đế Cung cũng không được phát ra toàn diện chiêu cáo làm, mệnh lệnh tất cả bên ngoài cường giả trở về ngăn địch. Giống như là huyết linh tộc cũng không có cái này cùng cung điện loại tiên khí, chỉ có thể cái cường giả khác biến dạng hư không, mang những người khác một khối lên đường, cũng hoặc là ngồi truyền tống trận, có thể tưởng tượng được một tòa cung điện loại bảo vật tầm quan trọng. Hôm nay, Linh Tiên Đế Cung không có tấn công những tông phái khác. Linh Vận Tiên Tôn nhưng là đem cung điện loại tiên khí lấy ra, hơn nữa để cho Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đi vào, tiếp nhận khí linh dạy dỗ, uống bên trong nàng tích lũy được thiên tài địa bảo, có thể tưởng tượng được Linh Vận Tiên Tôn đối với các nàng coi trọng. Thanh Thủy Tiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, một cái lĩnh ngộ cấp một đạo lực đệ tử, một cái cũng có thể lĩnh ngộ cấp một đạo lực đệ tử. Như vậy thiên phú tuyệt đẹp đệ tử, linh vận ngược lại là vận khí tốt à. Cung điện loại binh khí. Nàng cũng không có. Toàn bộ Linh Tiên Đế Cung, có cung điện loại binh khí, đơn giản Linh Vận Tiên Tôn, Hỏa Hoàng Tiên Tôn hai vị phó cung chủ, cộng thêm lên Linh Tiên Chân Thần vị này tránh bài cung chủ có một tòa thời không chi binh cấp bậc cung điện loại tiên khí, có đặc thù năng lực công kích, có thể so với thiên trai cư tốt hơn được hơn. Cùng lúc đó, Bắc Cung gia tộc dưới núi một tòa thành lớn bên trong. Diệp Thần ngồi xếp bằng chữa thương, mượn trước Kim Phật Mật Tông có được đan dược, không ngừng chế tạo mình thân xác và tu vi. Tiến một bước dung luyện liền hỗn nguyên tiên khí lực lượng, cho đến hoàn toàn nắm giữ lực lượng sau đó, hắn thân xác lại có thể lên cấp đến hóa cương kỳ cấp 6. Thân xác bên trong ẩn chứa băng lửa hai loại cương khí, cộng thêm lên một số không gian quy luật lực. Sau đó, Diệp Thần một khi ra tay, bất kỳ chiêu thức cũng có không gian quy luật lực, sẽ vô căn cứ gia tăng 50% uy năng. Chỉ là cảnh giới vẫn không có tăng lên. Bất diệt đại đạo, tịch diệt đại đạo và sát lục đại đạo. Cơ hồ đều hoàn thiện đến trình độ cao nhất, chỉ cần cảnh giới tăng lên, là được diễn hóa là thần vương đạo. So với Phật gia chi đạo, diễn biến thành Phật gia đại đạo, vẫn còn là hoàn thiện được không đủ. Hô hô hô! Hô hô! Từng cái màu vàng Phật văn quanh quẩn ở Diệp Thần chung quanh. Phơi bày màu băng lam thân xác chính giữa, có ba cổ lực lượng đang lẫn nhau quanh quẩn, không ngừng chế tạo thân xác, không ngừng đánh vào đối phương, khiến cho được Diệp Thần lộ ra thân xác lúc, cả người giống như là một tôn bông tuyết người vậy, lộng lẫy và tuyệt vời, dịch thấu trong suốt. Hồn tộc. Muốn lẻn vào hồn tộc, phải đem liếm thức thuật, tu luyện tới trình độ cao nhất. Diệp Thần tu luyện xong, ngồi ở trước bàn đánh giá lấy được hồn tộc bản đồ, trên bản đồ ghi rõ chỗ này hồn tộc chỗ ở hết thảy nhà cửa, bao gồm những là hợp đạo cảnh trưởng lão chỗ ở, những là hỗn nguyên cảnh hộ pháp cư trú chi địa, cái nào là tạo hóa cảnh lão tổ chỗ, đồng thời vậy bao gồm ẩn chứa vạn năm hồn long thảo cấm địa. Tấm bản đồ này, hắn là từ một cái khác tình báo loại tông phái, thiên cơ các mua được, hao tốn ba chuôi thần vương khí, cũng không mắc. Hồn tộc vòng ngoài. Mấy ngàn nhập thần cảnh đều bị Thanh Kiếm Tiên Tôn đánh chết. Những người còn lại đều là thần vương cảnh, bộ phận bị thương nặng, bộ phận bị thương nhẹ,
hiển nhiên bây giờ cũng còn đang bế quan chữa thương chính giữa. Diệp Thần tính toán, còn như hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh, một số chữa thương bế quan, một số đi hồn điện báo cáo tình huống, như vậy bây giờ, chỗ này nơi hồn tộc, chỉ còn lại không tới 30% cường giả và chiến lực. Muốn đi vào cướp lấy vạn năm hồn long thảo, ở nơi này mấy ngày. Một khi cái này thời gian trôi qua, bọn họ chữa thương xong, đi báo cáo võ giả cũng trở lại, ta sợ rằng không việc gì cơ hội. Còn như vị kia tạo hóa cảnh lão tổ, hắn khẽ vuốt ve trán, suy nghĩ dùng phương pháp gì, mới có thể tránh thoát hồn tộc lão tổ dò xét. Tạo hóa cảnh võ giả. Nhất là hồn tộc tạo hóa cảnh võ giả, thần hồn lực vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí có dò xét hiệu quả, tương tự với hoa hạ gia đa, thần hồn lực đảo qua, chu vi nghìn mét chục nghìn mét bên trong, cũng có thể cảm giác rõ ràng. Muốn né tránh cái này cùng võ giả dò xét. Phải tìm ra một cái che giấu tự thân bất kỳ khí tức gì biện pháp, thậm chí ẩn thân pháp quyết. Liếm tức thuật, chỉ có thể bảo đảm vùng lân cận võ giả không cảm giác được Diệp Thần hơi thở. Còn như ẩn thân, thì không làm được. Nếu là dùng đá màu đen lực lượng đâu? Mấy vị sư tôn, các ngươi thấy thế nào? Diệp Thần hỏi thăm. Cũng có thể, băng kiếm tiên tôn suy tư một phen, nói, ngươi khối này đá, ta không nhìn ra trải qua, nói tóm lại, rất thần bí rất cường đại. Cộng thêm lên, luân hồi mộ lại có 3 khối mộ bia có thể dẫn động. Chỉ cần có thể vào. Rất lớn có thể kích hoạt luân hồi mộ ở giữa mộ bia, mới đi ra 3 người. Kết hợp chúng ta 7 người lực, đủ để cho ngươi chạy khỏi vị kia hồn tộc lão tổ đuổi giết. Chỉ là thất bại. Đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không làm như vậy, không cần một tháng, Kỳ Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì thử một lần, hồn tộc là thứ gì? Đến lúc đó dù là bùng nổ huyết mạch lực, kết hợp hơn cổ lực lượng, ta không tin còn không trốn thoát hắn một cái tạo hóa cảnh võ giả đuổi giết. Diệp Thần lộ ra lau một cái ngoan kính, hồi tưởng luân hồi mộ ở giữa Kỳ Lâm, huyết long mặc dù áp chế hồn long. Nhưng là hồn độc nhưng không có biện pháp rõ ràng, chỉ có vạn năm hồn long thảo, chính là ngàn năm qua hồn tộc vì để tránh cho tế đàn nghi thức bị cắt đứt thủ đoạn, cho tới Diệp Thần không thể không đi hồn tộc cấm địa mạo hiểm. Được. Chúng ta sẽ tương trợ ngươi. Băng kiếm tiên tôn vừa nói. Đồng thời gian, Nhật Quang Phật cùng 3 vị kim Phật tất cả đang thu nạp các loại thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí lực lượng, lực đồ đem mình lực lượng mau sớm khôi phục lại thời kỳ tột cùng, nơi bị thương cũng đều bị mới thần vương khí tu bổ lại. Hiện nay, 3 vị kim Phật, mỗi một vị cũng khôi phục lại hỗn nguyên cảnh ngũ tầng thiên tả hữu chiến lực. Dưới sự liên thủ, có thể chiến hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, phối hợp rất nhiều tiên khí và 2 chuôi hợp đạo thần khí, ngăn cản hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả vấn đề không lớn lắm. Nhưng mấu chốt là, địch nhân lần này là tạo hóa cảnh. Hôm nay rạng sáng lên đường. Lão tử bách chiến cuộc đời còn lại, chưa bao giờ có người có thể giết ta. Ta không tin, sẽ hao tổn ở hồn tộc cấm địa bên trong. Diệp Thần đôi mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, chợt bên tai nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông. Diệp Thần mở cửa nhưng phát hiện là Bắc Cung Tử Ngọc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi Tử Ngọc, ngươi tới làm gì? Sư phụ, nói cho ngươi tin tức tốt. Cha ta nguyện ý giúp ngươi. Bắc Cung Tử Ngọc hưng phấn nói. Giúp ta, Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, sát cố ý vị đánh giá Bắc Cung Tử Ngọc. Bắc Cung Hoành Thiên. Đổi chủ ý đổi có chút mau à? Không đúng. Bắc Cung Hoành Thiên tên này, không chừng ở mưu tính trước cái gì. Sư phụ, cha ta là người tranh thủ một cái cơ hội. Ngươi mau cùng chung gia tộc ta đi, Bắc Cung Tử Ngọc kéo Diệp Thần sẽ phải rời khỏi. Diệp Thần suy tư một phen, cảm thấy Bắc Cung gia tộc không quá có thể tập nã mình, dẫu sao là một cái trung đẳng gia tộc, còn không có sợ hồn tộc đến loại trình độ này. Thêm nữa, muốn bắt cầm mình, mới vừa rồi bắt, không cần đuổi đi mình, lại để cho nữ nhi mời mình. Mặc dù, hắn trước đây nói qua, lại nữa và Bắc Cung gia tộc có liên lạc. Nhưng là Kỳ Lâm mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Hắn không có lựa chọn. Huống chi, đây là hắn và Bắc Cung gia tộc giao dịch mà thôi. Nếu như Bắc Cung Hoành Thiên dám can đảm lỗ mãng, hắn liền giết Bắc Cung gia tộc mấy vị hợp đạo cảnh trưởng lão, lại phá cửa ra, coi như là cho bọn họ cái dạy bảo. Giết tạo hóa cảnh.
Diệp Thần ngược lại là muốn, chỉ là không thực lực đó. Xiết hợp đạo cảnh, toàn lực bùng nổ dưới, bất kể bất kỳ giá nào, giống như là trước kỳ ngày ở hồn tộc như vậy như nhau, có thể làm được chu diệt 2-3 vị hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng vậy ước chừng như vậy. Được, đi thôi, Diệp Thần tự nhiên không sợ, đi theo Bắc Cung Tử Ngọc lên phi thuyền. Đang lúc này, Bắc Cung Hoành Thiên đã biến dạng hư không, đi tới vậy một nơi nơi hồn tộc, hơn nữa đi thẳng tới vị kia hồn tộc ông già bế quan trong lầu các. Hắn thân là tạo hóa cảnh võ giả, mặc dù là tạm thời cưỡng ép tăng lên, có thể cảnh giới vậy so với cái này vị hồn tộc lão tổ cao không thiếu, tự nhiên không sợ. Bắc Cung Hoành Thiên, người này tới ý gì? Trong lầu các vị kia áo bào cho hồn tộc ông già, chậm rãi mở mắt ra, quanh thân lưu chuyển màu máu sáng bóng, tựa hồ là bị thương vô cùng là nghiêm trọng, nhúc nhích một hai đều có chút khó khăn, cho nên chỉ là nhìn về phía Bắc Cung Hoành Thiên. Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi không phải là muốn vội tới Diệp Thí Thiên tên tiểu tạp chủng kia trả thù chứ? Làm sao vậy chứ? Ta hôm nay tới hồn tộc, chẳng qua là vì và ngươi nói chuyện làm ăn. Bắc Cung Hoành Thiên đi tới vị trí trung tâm, rút ra một cái ghế ngồi xuống, tự mình rót một ly trà, khẽ nhấp một cái, ngưng mắt nhìn ông cụ áo bảo cho, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói tổn thương còn chưa khỏe. Cũng 500 năm. Chưa đến nỗi trầm trọng như vậy chứ. Năm đó vị kia, tổn thương ngươi, tự thân tựa hồ vậy bị tổn thương không nhẹ, cũng bị ngươi làm bị thương căn nguyên căn cơ, bây giờ rơi vào hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, làm sao ngươi còn có thể dừng lại ở tạo hóa cảnh nhị tầng thiên. 500 năm trước, vị này hồn tộc ông già, đã từng vào một vị tạo hóa cảnh đao tôn giao thủ. Hai vị tạo hóa cảnh võ giả chém giết 5 ngày 5 đêm, chăn trở chiến đấu mấy ngàn dặm. Hủy diệt thành trì một tòa, dư âm chấn động giết triệu người, cuối cùng vị kia đao tôn bị hồn tộc ông già đánh trúng căn nguyên, bị thương vô cùng là nghiêm trọng, có thể trong tay thời không chi đao, vậy chém trúng hồn tộc lão tổ căn nguyên. Lưỡng bại câu thương sau. Vị kia đao tôn đi xa Tây Vực, đi đến Nam Vực, bái nhập khác một Bắc Cung gia tộc dưới quyền, cùng huyết linh tộc thậm chí đều có chút dây dưa dễ má. Bắc Cung Hoành Thiên và Nam Vực Bắc Cung gia tộc. Cùng là thần long gia tộc chi nhánh, một ít tin tức cũng là bù đắp nhau, tự nhiên rõ ràng những tin tức này. Mà hồn tộc ông già bị đánh trúng căn nguyên, bế quan chữa thương 500 năm, vẫn như cũ từ tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên, rơi vào tạo hóa cảnh nhị tầng thiên, lại thương thế vô cùng là nghiêm trọng, động thủ liền sẽ tăng thêm thương thế, cho tới trước kỳ ngày Diệp Thí Thiên như vậy liều lĩnh, nếu không phải đến tuyệt cảnh, muốn lấy mạng đổi mạng, hắn cũng sẽ không ra tiếng, càng sẽ không muốn ra tay. Lão phu thương thế này. Liều mạng, phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi là có thể. Hồn tộc ông già ngưng mắt nhìn Bắc Cung Hoành Thiên, một hai con ngươi lỗ giống như là cửu u vực sâu vậy, tràn đầy tàn nhẫn, cô tịch ý. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoác lên trên đùi, lẳng lặng nói, huống chi, lão phu chính là hồn điện nội môn trưởng lão, người động ta, hồn điện vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Huống chi, ngươi không biết động, vậy không nhúc nhích được. Nói đi, lần này tới, là giao dịch gì? Các ngươi Bắc Cung gia tộc nhưng có 200-300 năm không có tới làm ăn. Bắc Cung Hoành Thiên lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, Diệp Thí Thiên, ta nghĩ, ngươi hẳn rất muốn giết hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, hồn tộc ông già thần sắc băng lạnh, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, trong chốc lát cả tòa gác lửng cũng giống như thuộc về băng thiên nơi tuyết bên trong, mặt đất đóng băng, không chung quanh quẩn đạo đạo sát khí. Không có trả lời, không có tức giận. Nhưng là sát khí tràn ra, có thể gặp hồn tộc lão tổ đối hắn mối hận. Không cần khẩn trương như vậy, từ góc độ nào đó mà nói, chúng ta bây giờ ở cùng trên một cái thuyền. Bắc Cung Hoành Thiên nói. Hồn tộc ông già ngẩn ra, hiếu kỳ nói, ngươi có biện pháp, để cho chúng ta giết Diệp Thí Thiên. Ngươi không sợ, vạn kiếm đế cung tìm ngươi phiền toái. Hồn tộc ông già hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh thường, nói, mình làm người hưởng, cũng hoặc là chơi đùa hai bên tranh đoạt, muốn ngồi ngựa ông đắc lợi, giống như là tự tìm cái chết. Bắc Cung Hoành Thiên khoát khoát tay, khẽ lắc đầu, nói, không tính là chơi đùa hai bên. Cũng không coi là mình làm người hưởng. Càng không phải là ngồi thu mưu lợi bất chính. Mà là một cái ba toàn kỳ mỹ biện pháp, người ta, thậm chí Diệp Thí Thiên, cũng được lợi, sẽ là mọi người nguyện ý thấy cục diện.
đến lúc đó có thể hay không giết Diệp Thí Thiên, xem ngươi hồn tộc bản lãnh, giết Diệp Thí Thiên, Vạn Kiếm Đế Cung vậy không có lời gì có thể nói. Hết thảy hết sức chiếm lý. Huống chi, các ngươi sau lưng có hồn điện, nếu chiếm lý, Vạn Kiếm Đế Cung liền động không được cái gì. Lời này nói ra, hồn tộc lão tổ ánh mắt phức tạp, tinh tế nhìn chằm chằm Bắc Cung Hoành Thiên, trong lòng không ngừng suy tư. Bắc Cung Hoành Thiên người này, tuổi không lớn lắm, lòng lại không nhỏ, ngày thường tâm tư không kín đáo. Vẫn là Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Tam trưởng lão làm hắn quân sư, giúp hắn chỉ điểm đường xá và kế hoạch phương hướng. Hôm nay nói ra cái này cùng kế hoạch, tất nhiên là Thái Thượng Tam trưởng lão nơi là, quyền lại nghe một chút. Ngươi nói, rốt cuộc có cái gì dạng ba toàn kỳ mỹ biện pháp, để cho chúng ta giết Diệp Thí Thiên, còn sẽ không phải chịu bất cứ phiền phức gì. Hồn tộc lão tổ hỏi, hỏi xong liền hoặc như là một bức tượng điêu khắc tựa như, ngồi xếp bằng ngồi, tựa như chính là một cái tọa hóa nhiều năm ông già vậy, bụi bặm trên người cũng không có đi dọn dẹp, ánh mắt nhưng là đổi được khôn khéo. Từ xa nhìn lại, giống như là một con rắn độc, nhìn chăm chú vào một cái mục tiêu, nhưng vẫn không có nhúc nhích vậy. Chỉ riêng chỉ là nhìn, liền sẽ cho người một cổ thấm vào sâu trong nội tâm sợ hãi. Cái này ba toàn kỳ mỹ biện pháp, mọi người cũng sẽ cao hứng. Bắc Cung Hoành Thiên bắt đầu nói, ba phương, ta Bắc Cung gia tộc, người hồn tộc, hắn Diệp Thí Thiên, mỗi người đều có tấu cầu. Ta Bắc Cung gia tộc muốn một kiểu đồ, còn như là thứ gì, cùng ta nói xong, người thì biết, hơn nữa sẽ đồng ý. Các người hồn tộc, mặc dù gặp phải Thanh Kiếm Tiên Tôn tàn sát muôn vàn nhập thần cảnh tộc nhân, nhưng cũng không dám trả thù. Đều đưa cừu hận đặt ở Diệp Thí Thiên trên mình, cho nên giết Diệp Thí Thiên tâm, vô cùng mãnh liệt, chỉ là ngại vì Vạn Kiếm Đế Cung uy thế, không dám động tay. Mà Diệp Thí Thiên, cần một bụi vạn năm hồn long thảo, cho bạn hắn giải độc. Ba phương đều có tố cầu mà nói, liền dễ giải quyết. Hắn thần giác triển lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, bây giờ mới đưa mục đích nói ra, đã như vậy, vậy thì do các ngươi hồn tộc, mở cấm địa. Để cho Diệp Thí Thiên đi vào. Để cho hắn đi sông vạn niên hồn long trận, nhưng là không được quấy nhiễu. Diệp Thí Thiên xông qua, vạn năm hồn long thảo cho hắn, không xông qua bị trận pháp đánh chết, cũng là Diệp Thí Thiên mình yêu cầu, mình tìm chết, Vạn Kiếm Đế Cung tìm tới, chỉ cần các ngươi không có động thủ, hồn điện liền sẽ che chở các ngươi, Vạn Kiếm Đế Cung cũng không dám thật ra tay. Vạn Kiếm Đế Cung. Hừ, trước kia Vạn Kiếm Đế Cung mạnh mẽ. Bây giờ mà, bị Bách Tiên Vương Cung và Thánh Long gia tộc theo dõi, tự lo không xong đâu. Chỉ cần hợp tình lý, thể hiện ra Diệp Thí Thiên mình tìm chỗ chết, nếu không phải là tới sông hồn tộc vạn niên hồn long trận, như vậy chết, cái này người câm thua thiệt Vạn Kiếm Đế Cung là ăn, vậy được ăn, không ăn vậy được ăn. Ai kêu Vạn Kiếm Đế Cung tình huống bây giờ quẫn bách đâu. Chỉ cần không quá cương ngạnh, uyển chuyển một ít giết chết Diệp Thí Thiên, không phải tốt. Bắc Cung Hoành Thiên tiếp tục nói, như tình huống như vậy, đối với các ngươi mà nói, có lợi mà hại. Còn như thế nào liên quan hai bên, chính là ta Bắc Cung gia tộc chuyện. Ta Bắc Cung gia tộc sẽ hướng Diệp Thí Thiên nói rõ tình huống, sẽ nói cho hắn đây là chúng ta tranh thủ được, nhưng là quyền quyết định ở hắn. Có đi hay không là hắn sự việc. Nhưng là căn cứ hắn tình huống, không thể nào không đi, như vậy sự việc là được. Mà các ngươi hồn tộc vạn niên hồn long trận, liên hợp đạo cảnh võ giả đều có thể chu diệt, huống chi một cái nhập thần cảnh nhãi con. Nói liếc, Bắc Cung gia tộc liên lụy hai bên, đạt thành chuyện này. Nhưng là ở giữa sẽ đem quan hệ lau được không còn một mống, để cho Diệp Thí Thiên tự quyết định tới sông trận, mà không phải là dẫn dụ. Hồn tộc cũng giống như vậy, trận pháp ở nơi này, người Diệp Thí Thiên tự mình tới sông, chết, thảo nào người. Như kế hoạch này, rất tốt, rất hoàn mỹ. Hồn tộc lão tổ khẽ gật đầu, lộ ra tà mị nụ cười, nói, đây là các ngươi Thái Thượng Tam trưởng lão nghĩ tới đi, nếu không, bằng vào ngươi, còn chưa đủ kết hợp chuyện này. Chỉ là, lão phu có chút không chót lọt mà thôi. Kết quả lúc nào, ta hồn tộc giết một người, còn được hao phí tâm cơ. Hồn tộc, vạn năm tới sừng sững ở Linh Võ Đại Lục. Trừ đi hai đại đứng đầu gia tộc ra, muốn giết cứ giết ai, không nghĩ tới ngày hôm nay muốn giết cái Diệp Thí Thiên.
lại có thể cũng phải hao phí lớn như vậy tâm lực và kế hoạch. Hắn trấn thủ khối này nơi hồn tộc, được tăng lên thực lực à, như vậy giết một tên địch, là sỉ nhục à. Còn như Bắc Cung gia tộc, hồn tộc lão tổ ánh mắt càng cẩn thận hơn liền một ít, nhìn chằm chằm Bắc Cung Hoành Thiên, cười hỏi, vậy các ngươi Bắc Cung gia tộc, muốn cái gì chứ? Chúng ta và Diệp Thí Thiên cần, các ngươi cũng sẽ cung cấp, mà ngươi yêu cầu, chúng ta và Diệp Thí Thiên, vậy được cung cấp cho ngươi đi. Chuyện lần này, Bắc Cung gia tộc, nhất là Bắc Cung Hoành Thiên, đảm nhiệm cực kỳ trọng yếu thân phận, tất nhiên ý đồ không nhỏ. Mấu chốt Diệp Thí Thiên có chịu hay không nhảy vào cái bẫy này, Bắc Cung gia tộc là mấu chốt. Chúng ta Bắc Cung gia tộc, muốn không nhiều, một kiện thời không chi binh. Bắc Cung Hoành Thiên dửng dưng vừa nói, thực thì nội tâm cực kỳ kích động, mình phá cảnh lúc dùng cuối cùng một chuôi thời không chi binh, hạ một chuôi thời không chi binh muốn luyện chế được, còn được 5.000 năm thời gian đâu. Bây giờ bắt cơ hội, có thể lại đạt được một chuôi thời không chi binh, dù là Bắc Cung Hoành Thiên chấp trưởng Bắc Cung gia tộc, nhưng cũng là rất kích động. Không thể nào, cửu phẩm hợp đạo thần khí. Hồn tộc lão tổ từ chối vô cùng dứt khoát, muốn thì muốn. Không muốn lão phu ngoài ra mưu tính. Hừ, ngươi còn có cơ hội ngoài ra mưu tính à? Bắc Cung Hoành Thiên cái này lời vừa nói ra, hồn tộc lão tổ ngay tức thì đứng dậy tới, rất cảnh giác nhìn hắn. Đừng hiểu lầm. Vậy đừng lo lắng. Bắc Cung Hoành Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý hồn tộc lão tổ ngồi xuống, nói cũng không phải là có khai chiến ý, cũng không muốn giết ngươi. Chỉ là, ta Bắc Cung gia tộc hao hết tâm lực bày kế chuyện này. Cầm cửu phẩm hợp đạo thần khí cho ta, sợ là đuổi xin cơm hoa tử à. Hắn hít thở sâu một hơi, đem lá bài tẩy lộ ra, nói, ngươi không đồng ý, ta Bắc Cung gia tộc liền sẽ che chở Diệp Thí Thiên, ngươi chỗ này nơi hồn tộc lực lượng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đụng phải Diệp Thí Thiên một sợi lông tơ. Thậm chí, chúng ta còn sẽ tương trợ Diệp Thí Thiên, đối phó các ngươi hồn tộc. Dẫu sao, Diệp Thí Thiên người sau lưng, có thể cũng sẽ cho hợp đạo thần khí. So với các người hợp đạo thần khí, mặc dù giá chỉ có thể có chút chênh lệch, nhưng là chúng ta tương trợ Diệp Thí Thiên, có thể đánh đè các ngươi, suy nhược các ngươi lực lượng, xem như vậy cũng không tệ à. Trước khi tới, Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã cho Bắc Cung Hoành Thiên nói rõ yếu điểm. Vô luận ở giữa Bắc Cầu, vẫn là hoàn toàn trợ giúp Diệp Thí Thiên, đều có lợi có thể đồ, hơn nữa lợi ích không nhỏ. Nếu như hồn tộc không phải phạm, vậy không phương giúp Diệp Thí Thiên đi. Ngươi, đang uy hiếp ta. Hồn tộc lão tổ đã điều động quanh thân không gian quy luật lực, sắc mặt vô cùng cái thảm trắng. Ngươi có thể cho rằng ta đang uy hiếp ngươi, ngươi cũng có thể cho rằng, ta giúp ngươi. Bắc Cung Hoành Thiên không chút kiêng kỵ nào ý, vậy toát ra mình thời không quy luật, uy thế so hồn tộc lão tổ mạnh hơn, nói, sự việc bày ở chỗ này, ta biết ngươi nơi này ít nhất có 3 chuôi thời không chi binh. Cầm một chuôi đi ra, đem mối hận trong lòng giải quyết. Vậy là có thể tiếp thụ phạm vi mà. Mặc dù để cho ngươi có chút khó chịu, nhưng cái này là ngươi tốt nhất lựa chọn. Dụ dỗ và võ lực uy hiếp, đồng thời dùng được. Nói liếc, kế hoạch nói cho ngươi, ngươi hoặc là đáp ứng ta kế hoạch, hoặc là ta giúp ngươi kẻ địch đối phó ngươi. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng được lợi. Ngươi rất giỏi, rất khỏe mạnh. Hồn tộc lão tổ tuy là không cam lòng, nhưng là không có lần nữa cự tuyệt. Một chuôi thời không chi binh, đổi một cái rửa nhục cơ hội. Có thể. Được, ta đáp ứng ngươi. Bên trong 3 ngày, đem ngươi Diệp Thí Thiên cho ta mang đến. Ta hồn tộc không ra tay, sẽ để cho hắn xông vạn niên hồn long trận, dù sao, hắn cũng là đường chết một cái. Tiếng nói vừa dứt, hồn tộc lão tổ ném ra một chuôi xanh màu đỏ xen nhau đoạn đao. Là một chuôi cấp một thời không chi binh, đủ để cho một vị hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp võ giả phá cảnh đến tạo hóa cảnh. Toàn bộ không gian cũng bởi vì đây là không chi binh sinh ra đạo đạo sóng gợn. Bắc Cung Hoành Thiên gắt gao nhìn chằm chằm đây là không chi binh, hô hấp thậm chí có chút gấp rút. Ai có thể nghĩ tới một người đến từ thấp võ vị diện nhập thần cảnh tiểu tử lại giá trị một quả thời không chi binh. Nói ra, tất nhiên khiếp sợ toàn bộ linh võ đại lục. Được, sảng khoái. Cũng thích cùng các ngươi loại người này làm ăn, cân nhắc thiệt hơn rất nhanh, đều không mang cái gì do dự. 3 ngày bên trong,
bảo đảm mang Diệp Thí Thiên tới đây. Bắc Cung Hoành Thiên tiếp nhận thời không chi binh, mặt lộ nụ cười, trực tiếp biến dạng không gian trở về. Rất nhanh, Bắc Cung Hoành Thiên trở lại Bắc Cung gia tộc bên trong, nhìn về phía Thái Thượng Tam trưởng lão và Thái Thượng Tứ trưởng lão, cùng với mấy vị hợp đạo cảnh trưởng lão, lộ ra thời không chi binh, biểu diễn một phen mình thành quả, cởi mở cười nói, thành. Trong gia tộc, ngũ trưởng lão đã dừng lại ở hợp đạo cảnh cửu tầng thiên 3.000 năm dài. Sớm đã đem ngũ hành quy luật tu luyện đến đại viên mãn cảnh, liền do ngũ trưởng lão tới dùng chuôi này thời không chi binh đi. Nói xong, hắn đem thời không chi binh ném cho ngũ trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác, không cần cuống cuồng, thời gian còn dài, ta nhất định tương trợ các vị thành tựu tạo hóa cảnh. Đa tạ gia chủ, cảm tạ gia chủ, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão vân. Vân, tất cả đều ôm quyền đáp ơn. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, Bắc Cung Hoành Thiên vị này gia chủ, cuối cùng là hợp cách. Nhậm chức không tới 20 năm, mặc dù vận dụng gia tộc nội tình phá cảnh, nhưng cũng làm trở về một chuôi thời không chi binh, coi như là còn gia tộc nợ, để cho gia tộc hơn tăng thêm một vị cường giả tạo hóa cảnh. Thái Thượng Tam trưởng lão vui mừng nhìn hết thảy các thứ này, gật đầu không ngừng, nói, được, cộng thêm Hoành Thiên, ta Bắc Cung gia tộc tạo hóa cảnh võ giả, đến hai vị đếm. Chợt, hắn nói sau nói, Diệp Thí Thiên thằng nhóc kia, mau tới đây đi. Hoành Thiên, lần này ngươi đi theo cùng đi. Nếu như Diệp Thí Thiên thành công xông qua vạn niên hồn long trận, đem người hắn mang về, rất nhiều một đứa con gái cho hắn, thông gia cũng không tệ. Nếu như không xông qua, chúng ta vậy coi là lau mất một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Không hổ là cáo già. Vô luận Diệp Thần xông không xông được qua, cũng làm hai tay chuẩn bị. Diệp Thí Thiên tới. Bắc Cung Hoành Thiên nhìn về phía trong tay sáng lên lệnh bài, thần giác phác họa nụ cười, nói, ngũ trưởng lão, mời đi bế quan, lần này ngươi thành tựu tạo hóa cảnh, hơn một phần đứng đầu chiến lực, chỗ đó liền do ngươi chấn giữ, vốn là thái thượng ngũ trưởng lão liền có thể rút ra, chấn giữ đao vực và càn khôn chi địa, chính diện ứng đối huyền quan sẽ cùng liệt hỏa giáo, áp lực của chúng ta là có thể giảm bớt không ít. Bắc Cung gia tộc dưới quyền nắm giữ mấy khối vực giới, nói là vực giới, chính là triệu dặm chi địa, trong đó hạ đẳng tông phái rất nhiều, phái hợp đạo cảnh chấn giữ đều không đáng lấy chân áp, phải phái tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão chân áp mới được, như vậy mới có thể diệt sạch bị những thứ khác trung đẳng gia tộc và môn phái kêu gọi đầu hàng. Bắc Cung gia tộc dưới quyền 5 khối vực giới, càn khôn chi địa thuộc về đao vực, do thái thượng ngũ trưởng lão chấn giữ. Những thứ khác 4 cái địa phương, vậy do 4 vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão chấn giữ. Giống như là, chấn giữ thuộc hạ địa bàn liền cần 5 vị thái thượng trưởng lão, cộng thêm lên Bắc Cung gia tộc trực thuộc mình địa bàn cũng cần tạo hóa cảnh chấn áp. Trong chốc lát, đỉnh hơn một địa phương một vị tạo hóa cảnh, thậm chí bộ phận lực lượng chỉ có thể để cho hợp đạo cảnh cửu tầng thiên trưởng lão chấn áp. Nếu như hơn một vị tạo hóa cảnh trưởng lão đi ra, áp lực liền giảm bớt một phần, đối mặt huyền quan sẽ cùng liệt hỏa giáo chèn ép, thì phải dễ chịu một ít. Tuân lệnh, gia chủ. Gia chủ, chúng ta thủ vệ lão ngũ đột phá. Lấy lão ngũ chiến lực, phá cảnh 10 ngày là được, đến lúc đó chúng ta Bắc Cung gia tộc liền có thể lại nữa sợ những thứ khác trung đẳng gia tộc. Tốt mấy vị trưởng lão rối rít vừa nói. Bắc Cung Hoành Thiên khẽ gật đầu, chợt trực tiếp đi đến tiền điện, ngắm nhìn chạy tới Diệp Thí Thiên, hơi mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu à, trước đây ta có chút lỗ mãng. Hắn hơi ôm quyền, thể hiện ra mặt mũi hiền lành hình dáng. Ta trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần như vậy. Bắc Cung gia chủ vẫn là nói chính đề chứ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn cũng không ăn cái này bộ. Lão hồ ly này hôm qua mới đuổi mình đi ra, ngày hôm nay thái độ thay đổi, tất nhiên có mở ám. Bắc Cung Hoành Thiên để cho Diệp Thần và Bắc Cung Tử Ngọc ngồi xuống, nói, ngươi trước đây nơi đề ra, ta nghĩ cặn kẽ hồi lâu, cảm thấy ngươi có thể đầu tư, thậm chí có thể tài bồi ngươi. Cho nên ta tự mình điều động, lấy một chuôi hợp đạo thần khí làm giá, là ngươi thuyết phục hồn tộc lão tổ. Hồn tộc lão tổ, nguyện ý mở mật địa. Chỉ cần xông được qua vạn niên hồn long trận, liền có thể để cho ngươi hái đi một bụi vạn năm hồn long thảo, lại sau khi ra, cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Như vậy, chính là ta nói cơ hội. Dĩ nhiên, vạn niên hồn long trận vô cùng là nguy hiểm,
ta cũng không đề nghị ngươi đi, e rằng có bỏ mạng oai, dĩ nhiên, quyền quyết định ở ngươi. Lấy vào là lui. Kỷ Lâm bị hồn độc ở nhờ, hắn là biết. Diệp Thần làm sao có thể không đi? Ngươi nói, để cho chính ta xông vạn niên hồn long trận. Diệp Thần đánh giá Bắc Cung Hoành Thiên, tự nhiên biết Bắc Cung Hoành Thiên nhất định và hồn tộc lão tổ định cái gì ước định, nhưng vạn kiếm đế cung che chở mình, hồn tộc tất nhiên không dám ra tay, Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không xuất thủ. Như vậy thì là vạn niên hồn long trận. Đã từng chu diệt qua hợp đạo cảnh võ giả trận pháp. Để cho ta nhập thần cảnh thất tầng thiên võ giả đi xông, mấu chốt ở chỗ quyền quyết định vứt cho ta. Một khi ta xảy ra chuyện, hồn tộc và Bắc Cung gia tộc không dính một chút trách nhiệm, vạn kiếm đế cung muốn tìm phiền toái, cũng không có để ý do, một khi cưỡng ép tìm phiền toái, sợ rằng sẽ còn bị hợp nhau tấn công. Kế sách hay? Tốt ác độc kế sách à? Bất quá, như vậy đối với ta mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Bất quá chính là trận pháp mà thôi. Ngược lại là Bắc Cung gia chủ ngươi à, đối với ta cam kết tới đây đi hồn tộc không bị người bất kỳ công kích à. Diệp Thần lấy ra vạn kiếm đế cung lệnh bài, nói, lời này, cùng với quyết định, ta sẽ chuyển cho Thanh Kiếm Tiên Tôn. Chờ một chút. Diệp Tiểu Hữu hiểu lầm, ta nói đúng, hồn tộc nói sẽ không làm thương tổn ngươi. Không phải ta cam kết ngươi, sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Nếu là những môn phái khác và người gia tộc tổn thương ngươi, ta có thể không trả nổi trách nhiệm à. Nhưng tóm lại, ngươi có thể đi vạn niên hồn long trận. Bắc Cung Hoành Thiên lão hồ ly này, thời gian đầu tiên liền đem trách nhiệm lý rất rõ ràng, tránh ngày sau bị vạn kiếm đế cung tìm phiền toái. Diệp Thần gật đầu, thận trọng nói, được. Vạn niên hồn long trận, hai ngày sau ta liền phá hồn tộc trận này. Hắn không có lựa chọn. Đây là duy nhất cứu Kỷ Lâm biện pháp. Huống chi, luân hồi mộ địa bên trong có mộ bia vô cùng có thể và hồn tộc cấm địa có rất lớn liên lạc. Từ Côn Lôn Hư bước vào Linh Võ Đại Lục, luân hồi mộ địa mộ bia từng ngọn mở. Giống như là một đôi bàn tay từng bước một dẫn dắt Diệp Thần hướng một cái địa phương nào đó đến gần. Còn như chỗ này ở nơi nào, chỉ có đi xuống mới biết. Gia Gia năm đó tu vi không cao, vì sao sẽ bày lớn như vậy cục? Chẳng lẽ năm đó Côn Lôn Hư viên kia rơi vào Diệp gia vực ngoại vẫn thạch cất giấu thiên đại cơ mật? Được, có khí phách. Bất quá chuyện này không phải chuyện đùa, hai ngày không đủ, bản gia chủ cho ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị, ba ngày vừa qua liền dẫn ngươi đi hồn tộc xông trận. Bắc Cung Hoành Thiên lộ ra dịu dàng hài hòa nụ cười, theo vung tay lên dành cho Diệp Thần một chai hợp đạo cảnh cấp 4, máu tươi của yêu thú, cười nói, vật này, coi như là cho ngươi tài trợ. Ta Bắc Cung gia tộc cung điện. Ngươi có thể chọn một tòa, tiến vào cư trú. Ngươi thân xác, hóa cương kỳ cấp 6, quá yếu. Hóa cương kỳ cấp 6. Tương đương với thần vương cảnh lục tầng thiên võ giả thân xác. So với nhập thần cảnh thất tầng thiên Diệp Thần mà nói, đã cực mạnh, bất quá muốn xông vạn niên hồn long trận, lại không nói thủ trận thiên địa hồn long sẽ không biết chu diệt hắn, chỉ một bên ngoài trận pháp vây giết phạt cương khí. Đều đủ để đem Diệp Thần cho thắt cổ. Cho nên, Bắc Cung Hoành Thiên tiện tay cho Diệp Thần một chai vô số người khát vọng hợp đạo cảnh máu yêu thú tươi. Hành động này đồng dạng là làm hai tay chuẩn bị. Dù là Diệp Thí Thiên xông qua được hy vọng hết sức mong manh, nhưng là mình cho máu yêu thú tươi, vạn nhất Diệp Thí Thiên xông qua, vậy sẽ ghi nhớ ân tình, dầu gì Diệp Thí Thiên chết ở vạn niên hồn long trận bên trong, vạn kiếm đế cung người tìm tới. Bản gia chủ cũng có thể nói tài trợ qua Diệp Thí Thiên, hơn nữa là hắn dẫn đường. Diệp Thí Thiên chết, hơn nữa không trách được hắn trên đầu. À, bất quá ở Bắc Cung gia tộc thì không cần. Dưới núi ta ở thói quen, Diệp Thần nhận lấy chai này máu tươi, ánh mắt lóe lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Bắc Cung Hoành Thiên, hắn có thể không tin Bắc Cung Hoành Thiên sẽ lòng tốt như vậy, nếu là Trịnh Bá Lệ Thúc, hoặc là những thứ khác Bắc Cung gia tộc trưởng lão tặng. Có lẽ Diệp Thần còn sẽ ghi nhớ ân tình. Lần trước Kim Phật Mật Tông, lần này hồn tộc. Vậy nhờ vào Bắc Cung gia tộc trưởng lão, so với là mở minh. Cho nên mình mới không có bị Bắc Cung gia tộc truy nã trách cứ, còn như Bắc Cung Hoành Thiên cầm máu tươi tới, hơn phân nửa là vì phủi sạch có thể dẫn dắt tự đi quan hệ, để cho vạn kiếm đế cung người lấy là, hắn là ở toàn tâm toàn lực giúp mình, là ta tự tìm chết. Hừ. Đạo hạnh không về đến nhà cáo già.
Lần này lão tử phá vạn niên hồn long trận, người phỏng đoán sẽ cầm ra càng nhiều đồ. Diệp Thần từ Ninh Ba rồi đến Kinh Thành, sau đó sẽ tiến vào Côn Lôn Hư, thậm chí còn bây giờ bước vào Linh Võ Đại Lục. Con đường đi tới này, hắn hạng người gì không gặp qua. Giống vậy con em gia tộc căn bản không có Diệp Thần lịch duyệt sâu. Hắn tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra Bắc Cung Hoành Thiên ý đồ. Chỉ là đáng tiếc, Bắc Cung Tử Ngọc vẫn chưa hay biết gì. Cáo từ. Diệp Thần nhìn Bắc Cung Hoành Thiên phiền lòng, dứt khoát mình xoay người rời đi, trở lại nguyên bản ở trong khách sạn, bắt đầu luyện hóa máu tươi, tăng lên thân thể cường độ. Tử Ngọc. Người vậy đi nghỉ ngơi đi, lần này xông trận, người liền không cần để ý. Bắc Cung Hoành Thiên lấy ra một ít ngũ phẩm máu yêu thú tươi, cùng với không gian thần thạch, hàng loạt bảo vật, đưa cho Trịnh Bá và Lệ Thúc, phân phó nói, nhìn cho thật kỹ Tử Ngọc tu luyện, lần này không tới thần vương cảnh trung kỳ, liền đừng để cho nàng đi ra. Ngũ phẩm máu yêu thú tươi. Cấp 4 máu yêu thú tươi. So với tạo hóa cảnh yêu thú và hợp đạo cảnh máu tươi của yêu thú. Yêu thú và võ giả như nhau, cũng phân phẩm cấp và cảnh giới. Nhưng là hoàn toàn tương đối phù hợp, ví dụ như Linh Võ Đại Lục, nhập thần cảnh là tu luyện giai đoạn thứ nhất, hợp đạo cảnh là tầng thứ tư đoạn, so với hợp đạo cảnh yêu thú, chính là cấp 4 yêu thú. Một đầu hợp đạo cảnh máu tươi của yêu thú, cố nhiên không tiện nghi, nhưng cũng không phải là đặc biệt đắt tiền. Nhất là đối với có đến gần 10 vị cường giả tạo hóa cảnh Bắc Cung gia tộc mà nói, trong gia tộc hơn 30 vị hợp đạo cảnh hộ pháp trưởng lão. Vị nào đều có đánh chết cấp 4 yêu thú, lấy hắn máu tươi năng lực, nhưng cũng chỉ là cho Diệp Thần một chai cấp 4 máu yêu thú tươi. So với ngũ phẩm máu yêu thú tươi, cũng không phải là như vậy dễ được. Cho Bắc Cung Tử Ngọc chai này máu tươi, vẫn là ban đầu tạo hóa cảnh thất tầng thiên thái thượng nhị trưởng lão, đánh chết một đầu tương đương với tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên yêu thú lấy ra, là gia tộc trọng bảo, đủ để cho Bắc Cung Tử Ngọc thân xác từ kim thân phách thể cấp 9. Tăng lên tới hư thể kỳ cấp 5. Có thể tưởng tượng hắn trình độ chân quý. Cha, ta muốn đi xem sư phụ xông trận. Sư phụ nhất định có thể phá trận, để cho ta đi xem một chút đi. Bắc Cung Tử Ngọc khẩn cấp vừa nói. Bắc Cung Hoành Thiên ánh mắt che lấp xuống, vừa không có phản đối, cũng không có đáp ứng, chỉ là phất tay một cái tỏ ý Trịnh Bá và Lệ Thúc mang đi Bắc Cung Tử Ngọc. Cùng Bắc Cung Tử Ngọc rời đi sau đó. Hắn xoay người nhìn tê liệt hư không, cùng với từ trong hư không đi ra mấy vị thái thượng trưởng lão, từ từ nói, Diệp Thí Thiên thằng nhóc này, rõ ràng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao thái thượng lục trưởng lão, muốn cho ta cho hắn một chai cấp 4 máu yêu thú tươi. Chai này máu tươi, chỉ ít có thể đào tạo được một vị hóa cương kỳ cấp 8 thân thể đệ tử. Cho một cái như vậy người sắp chết, cho dù là vì phủi sạch chúng ta cố ý tính toán hắn hiểm nghi. Khá vậy quá quý trọng đi. Bỏ không được. Không sai, Bắc Cung Hoành Thiên liền những vật này cũng bỏ không được. Khó trách trước Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói hắn không đủ tư cách đâu, cách cục xem quá nhỏ, quá bỏ không được bảo vật. Ha ha, sẽ có thủ lao tương ứng. Một đạo khô khốc che lấp thanh âm truyền ra. Thái Thượng Lục Trưởng Lão chậm rãi bước ra không gian vết rách, khô đét thân xác lộ vẻ được phá lệ gai mắt. Cả người trường bào màu đen, giống như là trong địa ngục bò ra quỷ vương vậy, một cặp mắt giống như là hai viên thâm thúy lục đá quý vậy, nhìn vô cùng là không giống bình thường võ giả. Hắn nhẹ nhàng nâng dậy khô đét như một đầu cánh tay, vô căn cứ hoạt động hai cái hư không, thần giác chợt mở ra lau một cái tà mị nụ cười, nói, Hoành Thiên, ngươi cũng là tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên, chẳng lẽ, không có cảm ứng được cái gì đó? Cảm ứng? Bắc Cung Hoành Thiên tỉ mỉ cảm ứng một phen, sắc mặt có chút biến hóa, nói, không gian hỗn loạn à, chẳng lẽ không phải là các vị trưởng lão biến dạng hư ở không tới đưa đến? Hụ hụ hụ, ngươi còn quá trẻ. Cái này cùng không gian hỗn loạn, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão vậy không dẫn nổi tới. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ho khan hai tiếng, giống như là tùy thời tùy chỗ sẽ chết cụ già vậy, thực ra là bởi vì vạn năm trước tu luyện một loại công pháp đặc thù. Tên là thiên thi thuật đưa đến thân xác như khô héo cương thi vậy, nhìn như sắp chết đi, thực thì sinh mệnh lực so cùng cảnh võ giả đều mạnh hơn thịnh mấy chục lần, thậm chí là có thể thu nạp hư không lực và võ giả sinh mạng tinh nguyên tăng cường mình. Cho nên, hắn mới có thể cảm ứng được trong hư không không giống tầm thường hỗn loạn sóng gợn,
mới có như thế một câu nói. Hắn trực câu câu cặp mắt, giống như là rắn độc vậy nhìn về phía chân núi thành lớn, có một vị tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp cường giả tới. Tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Những lời này trực tiếp kinh hãi chung quanh mấy người. Dù là mọi người đều là tạo hóa cảnh, nhưng cũng chỉ là trung học cơ sở kỳ, biết rõ tiến vào tạo hóa cảnh sau đó, mỗi một cảnh giới tăng lên cũng vô cùng là khó khăn. Tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp cường giả, Tây vực chỉ có Bay Vũ Các và Bách Lý gia tộc lão tổ, tất nhiên không thể nào là cái này hai vị lão tổ tới, vậy thì có thể là Bắc vực cường giả chạy đến. Có cường giả. Đông vực vẫn là Nam vực. Bắc Cung Hoành Thiên nghiêm túc hỏi. Bên trên Thái Thượng Ngũ Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liếc hắn một mắt, nói, Đông Nam hai vực cách nhau chúng ta hơn ngàn tỷ bên trong, muốn vỡ vụn hư ở không tới, nói ít được tiêu phí kỷ ngày thời gian, không phong thần võ giả không thể, tại sao có thể là Đông Nam hai vực người. Thái Thượng Ngũ Trưởng lão rõ ràng đối với Bắc Cung Hoành Thiên không có cảm tình gì, trực tiếp một chút phá vấn đề mấu chốt. Linh võ đại lục địa vực bát ngát, nhân khẩu lấy trăm tỷ tính toán, hơn nữa chỉ là tính toán tất cả tòa thành trì nhân khẩu, cũng không có tính toán thành trì ra nhân khẩu, sợ rằng chân thực nhân khẩu mấy trăm tỷ, ủng có nhiều người như vậy miệng thế giới, lại phân là năm đại vực, lẫn nhau bây giờ cách nhau hàng tỷ bên trong, làm sao có thể sẽ có tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp cường giả, từ đông vực và nam vực, trực tiếp biến dạng không gian chạy tới. Rõ ràng không thể nào. Nửa đường một khi hơi có chút không may, hoặc là ngã vào vô tận hư không bên trong. Hoặc là không gian quy luật hao hết, bị kẹt hư không bên trong, đến khi cái kế tiếp ngẫu nhiên gặp phải người hắn, mới có thể cứu hắn đi ra, dĩ nhiên cũng có thể là bị giết chết, cho nên biến dạng không gian chạy tới Tây vực người, đơn giản Bắc vực võ giả. Bắc vực đến gần Tây vực. Tây vực và Nam vực bây giờ xa cách một cái chiều rộng 30 triệu cây em vô tận sông biển. Gần như tương đương với một phần tư một vực lớn nhỏ, muốn đuổi tới cũng sẽ hao phí hàng loạt quy luật lực lượng, đông vực và tây vực, còn cách trung vực, đồng dạng là bát ngát vô cùng vực giới. Bắc Cung Hoành Thiên sắc mặt có chút ửng đỏ. Hắn cuối cùng ho khan hai tiếng, lại hỏi, như vậy, lấy Thái Thượng Ngũ Trưởng lão nói, người nọ là từ Bắc vực tới đây. Bắc vực tạo hóa cảnh võ giả vô cùng nhiều, thậm chí phong thần võ giả cũng không thiếu. Một cái tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp nhân võ người chạy tới chúng ta Bắc Cung gia tộc hạt bên trong, có chuyện gì? Chẳng lẽ là hồn điện, vẫn là thánh long gia tộc, thần long gia tộc muốn đối với chúng ta động thủ? Ngu xuẩn, Thái Thượng Ngũ Trưởng lão chửi nhỏ một tiếng, hơn nữa coi thường Bắc Cung Hoành Thiên. Thái Thượng Nhị Trưởng lão chính là mơ hồ cười, nói, vị này tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp võ giả, mặc dù không có đối mặt. Nhưng nàng hơi thở ta vẫn là có chút quen thuộc, tựa hồ là linh tiên đế cung người, hoặc là linh vận tiên tôn, hoặc là hỏa hoàng tiên tôn. Giờ phút này, nàng đi Diệp Thí Thiên chỗ ở trong khách sạn. Các ngươi nói, Diệp Thí Thiên người sau lưng, sẽ không phải là nàng đâu. Một vị phong tước hiệu tiên tôn đỉnh cấp võ giả khác. Nếu thật là Diệp Thí Thiên người sau lưng, há chẳng phải là chúng ta cũng có lợi đồ. Chúng ta trợ giúp Diệp Thí Thiên trở tuyến, hơn nữa vẫn còn cho Diệp Thí Thiên một chai cấp 4 máu yêu thú tươi, giá trị mặc dù không phải là quá cao, nhưng vậy coi là cùng vị kia tiên tôn kết làm duyên phận, tương lai há chẳng phải là thì có hợp tác cơ sở. Võ giả phần nhiều là đơn độc mà đi, vậy không biết lợi dụng thấp với mình cảnh giới võ giả. Chỉ có cùng cảnh võ giả, mới có thể kết giao, hơn kết giao một vị tạo hóa cảnh tiên tôn, đối với Bắc Cung gia tộc mà nói. Không có chỗ xấu. Mặc dù có nguy hiểm, cũng có thể trả giá thật lớn, mời những tiên tôn này xuất thủ trợ giúp vượt qua làm khó. Như vậy, hai vị Thái Thượng Trưởng lão nói. Chúng ta cần phải làm hơn nữa giao hảo Diệp Thí Thiên. Bắc Cung Hoành Thiên đung đưa không chừng, một lát cảm thấy Diệp Thí Thiên hẳn phải chết, một lát cảm thấy giao hảo tiên tôn cũng không tệ. Ngu xuẩn, Thái Thượng Nhị Trưởng lão khô héo tay trái. Nhẹ nhàng khoác lên Bắc Cung Hoành Thiên trên bả vai, chỉ nghe gặp từng đạo xương cốt thanh âm tan vỡ truyền ra, Bắc Cung Hoành Thiên vậy thần thể kỳ cấp 6 thân xác, lại có thể rất miễn cưỡng được bị hắn bóp nát. Hắn thả tay xuống, không để ý tới sẽ Bắc Cung Hoành Thiên bi thảm đau đớn hình dáng, nói, đợi hồi ta sẽ đi gặp vị lão hữu này. Các ngươi ở chỗ này trước, không muốn lại đi tiếp xúc Diệp Thí Thiên. Nếu như Diệp Thí Thiên có thể...
vậy dĩ nhiên lớn lực bồi dưỡng. Nếu là không được, liền là một quả tiên đá cũng không thể cho. Có khí phách, thậm chí quá độ keo kiệt. Có năng lực, người có thiên phú, Bắc Cung gia tộc không tiếc bất cứ giá nào đào tạo. Không có năng lực không thiên phú, chính là ở Bắc Cung gia tộc ăn cơm uống nước cũng phải trả tiền. Hô hô, hô, hư không lại lần nữa vỡ ra tới. Thái thượng nhị trưởng lão trực tiếp ẩn núp đến hư không bên trong, chờ đợi Linh Vận Tiên Tôn gặp Hoàn Diệp Thần sau đó, mới đi ra thương lượng, dò tìm tòi Linh Vận Tiên Tôn để, muốn biết Linh Vận Tiên Tôn kết quả là Diệp Thần chỗ dựa vững chắc, vẫn là cái gì cái khác lai lịch. Cùng lúc đó, Diệp Thần mới vừa trở lại trong thành trì. Hắn vào khách sạn, trực tiếp bố trí ra một tòa đại trận, để ngừa những người khác quấy rầy, đồng thời dò xét trong tay cấp 4 máu yêu thú tươi. Hẳn là thiên kim thú máu tươi, thiên kim thú lấy chiếm đoạt các loại mỏ sắt, các loại tiên khí làm thức ăn, thân xác vô cùng là mạnh mẽ, hắn máu tươi vậy vô cùng là đậm đà. Đầu này là hợp đạo cảnh tứ tầng thiên, cũng chính là cấp 4 trung kỳ thiên kim thú máu tươi. Uống chui luyện sau đó, cũng có thể để cho thân xác ta cảnh giới, đến hóa cương kỳ cửu tầng thiên đi. Còn như cảnh giới võ đạo, Diệp Thần suy nghĩ, mình Phật gia đại đạo, mới bắt đầu hoàn thiện. Phải toàn bộ hoàn thiện đến mức tận cùng, mình mới có thể đến nhập thần cảnh cửu tầng thiên, khi đó mới có thể bắt tay chuẩn bị đột phá công việc. Đế tôn cảnh đột phá nhập thần cảnh. Dùng hỗn nguyên tiên khí. Nhập thần cảnh đột phá đến thần vương cảnh. Phải dùng hợp đạo thần khí. Như là dùng, có thể đưa đến thân xác ta mạnh hơn nữa sinh ra bộ phận thời gian pháp tắc và không gian phép tắc lực lượng. Đến lúc đó, đối kháng hỗn nguyên cảnh võ giả. Cũng không phải quá khó khăn. Còn như càng đi lên thời không chi binh. Diệp Thần không dám muốn, đó là hợp đạo cảnh võ giả cũng mơ tưởng cầu mong bảo vật. Giống như là Bắc Cung gia tộc hơn 30 vị hợp đạo cảnh võ giả, chính giữa có 15 vị trường hợp đạo cảnh cửu tầng thiên, vì sao không đột phá? Bởi vì không có thời không chi binh. Chỉ có thể dừng lại ở hợp đạo cảnh cửu tầng thiên. Còn như huyết linh tộc lão tổ. Cố nhiên là hợp đạo cảnh cửu tầng thiên, cũng có thời không chi binh, chỉ là ngũ hành quy luật tu luyện được vẫn chưa đạt tới, cho nên còn cần ngàn năm thời gian mới có thể bắt tay đột phá. Vạn niên hồn long trận. Phân làm 3 tầng, Diệp Thần cầm ra Bắc Cung Hoành Thiên cho vạn niên hồn long trận phân tích đồ, quan sát tỉ mỉ trước, phơi bày hình tròn, phía ngoài nhất một tầng là lửa cháy bừng bừng cương gió, cùng với chú đóng liệt diễm chiến khôi, mỗi một tôn đều có thần vương cảnh chiến lực. Số lượng phỏng đoán, 70 tôn thượng hạ. Tầng thứ 2. Tầng thứ 2, Hắc Thủy Huyền Vực, từ một cái nước đen huyền sông tạo thành, chiều rộng có chừng 1000 mét, trong sông huyền thủy có ăn mòn thân xác khả năng, đồng thời còn có một cái ăn người cá chuối, chính là kim thân phách thể cấp bậc thân xác ở ăn người cá chuối miệng hạ, cũng sẽ trong chốc lát văng tung tóe. Một cái nước đen huyền sông, ít nhất có hơn 10.000 cái ăn người cá chuối. Mặc dù mỗi một cái cũng chỉ có nhập thần cảnh cửu tầng thiên cảnh tu vi, tương đương với cấp một yêu thú, nhưng nếu là 100 cái ăn người cá chuối một khối lên, cho dù là hỗn nguyên cảnh võ giả, cũng có thể ở trong chốc lát bị gặm sạch sẽ, chính là xương và đạo uẩn, đại đạo cũng không để lại, tất cả sẽ bị hắn gặm ăn. Có thể gặp tầng thứ 2 có kinh khủng dường nào? Hắc Thủy Huyền Vực. Xem ra, vạn niên hồn long trận không chỉ là một tòa trận pháp, lại là một tòa trận pháp thật to tổ. Chứa cực lớn địa phương. Diệp Thần đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên lúc này một đạo không gian vết rách xuất hiện, một cái trung niên cung bảo cô gái, chậm rãi đi ra. Bình bịch bịch, từng đạo biến dạng tiếng truyền ra. Diệp Thần bố trí tới để ngừa quấy rầy trận pháp tại không gian vết rách mở ra hạ, tấc tấc văng tung tóe, cho đến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, đối với trung niên cung bảo cô gái mà nói, căn bản không tồn tại bất kỳ ngăn trở tính. Mà đây vị trung niên cung bảo cô gái, bất ngờ chính là ban đầu Linh Vận Tiên Tôn. Linh Tiên Đế Cung hai lái chính cung chủ một trong. Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết Sư Tôn, Linh Vận Tiên Tôn. Diệp Thần chợt đứng lên, trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Linh Vận Tiên Tôn. Trong mắt tựa như ứ máu. Phân bố tia máu. Chính là cái này người phụ nữ tự mình mang đi Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Chính là cái này người phụ nữ ban đầu ở Côn Lôn Hư để cho hắn chật vật không chịu nổi. Chính là cái này người phụ nữ quyết định buồn cười một năm ước hẹn.
Diệp Thần làm sao có thể không tức giận giận. Người thằng nhóc này, làm sao không muốn mạng à? Còn thua thiệt các nàng để cho ta tới cứu ngươi và Kỳ Lâm, không nghĩ tới, ngươi thật như thế tự tìm cái chết à? Linh Vận Tiên Tôn vẫn là mặt đầy cao ngạo, căn bản xem thường Diệp Thần, cho đến đi ra không gian vết rách sau đó, nhìn quanh bốn phía, lại ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng tuy là có chút khiếp sợ, nhưng càng phần nhiều là khinh thường, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền có thể tới Linh Võ Đại Lục. Nguyên bản, ta lợi dụng ngươi máu tươi, tới theo dõi ngươi chỗ. Còn lấy là cần phải đi Côn Lôn Hư một chuyến, để cho ngươi đừng luôn luôn xảy ra chuyện, quấy rầy đồ nhi ta tu luyện. Không nghĩ tới, đuổi theo, lại là ở Tây Vực. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Đối với Linh Vận Tiên Tôn mà nói, Diệp Thần chẳng qua là hèn mọn chàng trai nghèo. Hắn và Kỳ Tư Thanh cùng với Hạ Nhược Tuyết căn bản không phải cùng một loại người. Con đường tu luyện, truyền thừa và sư phụ cực kỳ trọng yếu. Xem Diệp Thần loại này tà môn ngoại đạo, cuối cùng không thành kết quả. Càng là mấu chốt là, Diệp Thần trên người lệ khí quá nặng, loại người này, vô cùng dễ dàng chết hiểu. Nàng cũng không thích Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đi theo loại này không có tiền đồ người đàn ông. Linh Vận, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết các nàng ở nơi nào? Người cái này bà phù thủy, đem các nàng thế nào? Diệp Thần chợt phẫn nộ, muốn nắm Linh Vận Tiên Tôn. Có thể mới vừa tới gần một chút liền bị vô hình cương khí chấn khai, không khỏi nói, người muốn đem chúng ta tháo rời ra tới, tốt độc lòng. Người không sợ ta tu vi lớn tăng sau đó, phá hủy các ngươi Linh Tiên Đế Cung, lại đem ngươi tu vi phế bỏ. Nghe nói như vậy, Linh Vận Tiên Tôn không khỏi cười lạnh liền liền, nói thấp võ thế giới hèn mọn tiểu tử. Làm sao có thể xứng với bổn tôn đệ tử? Lời này... giống như là quý tộc phu nhân hướng về phía chàng trai nghèo nói vậy. Dù là chàng trai nghèo lại nói dọa, ở quý tộc phu nhân trước mắt, cũng chỉ là mạnh chống đỡ mặt mũi thôi. Bổn tôn đệ tử Tư Thanh, cảm giác được người bị thương thật nặng. Cảm giác được nàng muội muội trúng độc, theo bổn tôn xem, hẳn là hồn độc đi. Linh Vận Tiên Tôn cao ngạo nhìn Diệp Thần, chợt thần hồn lực nở rộ ra đi, nhưng là không có dò xét đến Kỳ Lâm tồn tại. Không khỏi được có chút kinh ngạc, lui về phía sau một bước, ngươi lại còn có cung điện loại tiên khí. Lấy ngươi tu vi làm sao có thể có loại bảo bối này? Cung điện loại tiên khí. Đắt tiền lại cực kỳ trọng yếu chiến lược tính tiên khí. Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử, lại có thể cũng có, thật là ông trời không mắt. Nếu là đổi ở những thứ khác tạo hóa cảnh tiên tôn trong tay, không chừng chỗ dùng bao lớn đâu. Dầu gì để cho hợp đạo cảnh võ giả cầm, vậy so đặt ở Diệp Thần trong tay lãng phí tới thích hợp. Kỳ Lâm ở nơi nào? Linh Vận Tiên Tôn lạnh lùng nói. Diệp Thần tự nhiên không thể nào nói ra luân hồi mộ địa sự việc, hắn hai tay chắp sau lưng, nói thẳng, ngươi không có tư cách biết. Linh Vận Tiên Tôn sắc mặt có chút đen xuống, một phất ống tay áo, cương khí lan ra. Diệp Thần, ngươi bây giờ ở Bắc Cung gia tộc vùng lân cận. Trước. Hẳn là đi hồn tộc đúng không? Linh Vận Tiên Tôn lợi dụng thời không quy luật, dò xét thiên đạo, cũng biết liền Kỳ Lâm bị hồn tộc làm cống phẩm, Diệp Thần vì bảo vệ Kỳ Lâm, bị thương thật nặng tình huống. Chợt, nàng chia tay ra, nhàm chán nói, cầm Kỳ Lâm giao cho ta đi. Ta là nàng tỷ tỷ sư tôn, không biết hại nàng, để cho nàng tiếp tục ở lại ngươi nơi này, chỉ sẽ hại nàng. Ngươi, Diệp Thần, không có tư cách, cũng không có cơ hội. Càng không có năng lực đi cứu Kỳ Lâm. Ngươi chính là một phế vật, ngoan ngoãn giao ra, để tránh làm trễ nãi Kỳ Lâm cứu chữa, hại chết Kỳ Lâm trách nhiệm là ngươi, bổn tôn cũng không gánh. Không cần ngươi tới cứu trị, Diệp Thần cho dù bị trói buộc ở, không cách nào nhúc nhích vẫn như cũ tức giận nói, ta sẽ cứu Kỳ Lâm, ta sẽ đi sông vạn niên hồn long trận, lấy đến vạn năm hồn long thảo cứu Kỳ Lâm. Hắn chỉ Linh Vận Tiên Tôn. Quá to, lão tử có thực lực cứu Kỳ Lâm, không cần ngươi để ý tới. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Thần muốn cầm Kỳ Lâm giao ra. Nhưng là hắn rõ ràng Linh Vận Tiên Tôn làm việc phong cách, nếu như Kỳ Lâm ảnh hưởng Kỳ Tư Thanh tu luyện, nàng tất nhiên sẽ xóa sạch một ít tồn tại. Thà để cho Kỳ Lâm đi theo loại này tuyệt thế cường giả, không bằng đi theo bên người mình. Hắn chỉ tin được mình. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Linh Vận Tiên Tôn chợt vận dụng thời không quy luật,
ngăn cách luân hồi mộ địa và Diệp Thần liên lạc, trực tiếp giam cầm ở Diệp Thần, không cho Diệp Thần chút nào phản ứng, càng không thể nào để cho Diệp Thần tái hiện ban đầu ở Côn Lôn Hư và nàng đại chiến cảnh tượng. Vào giờ phút này, vượt quá Diệp Thần, cho dù là Huyết Long và Tiểu Hoàng, đều bị Linh Vận Thiên Tôn thời không quy luật giam lại. Cố nhiên Diệp Thần có thể bộc phát ra thần vương cảnh tầng 7 tầng 8 ngày chiến lực, Huyết Long và Tiểu Hoàng ra chỉ dưới, có thể bộc phát ra hỗn nguyên cảnh chiến lực, hơn nữa luân hồi mộ địa lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào có thể bùng nổ hợp đạo cảnh lực lượng, nhưng là cũng có cơ hội. Lần trước, Linh Vận Tiên Tôn khinh thường dưới, cho Diệp Thần cơ hội. Lần này, cũng không biết. Bỏ mặc Diệp Thần bao lớn lực lượng, không có lĩnh ngộ thời không quy luật trước, chắc chắn không thể nào tránh thoát. Tiểu tử như vậy cơ hội bị ngươi buông tha, ngươi sẽ hối hận, ngươi muốn xông hồn tộc trận kia. Ha ha, ý nghĩ hảo huyền. Ngươi không chịu giao ra Kỳ Lâm, không phải là không có lợi mà thôi. Nếu ngươi muốn, ta chẳng qua liền bố thí cho ngươi. Linh Vận Tiên Tôn lấy ra một chai hợp đạo thần đan, giống như là xả rác như nhau ném ra ngoài, mắng cầm đan dược giao ra Kỳ Lâm, sau đó chạy trở về ngươi Côn Lôn Hư, không muốn còn muốn đánh bổn tôn học trò chủ ý, ngươi không xứng. Hèn mọn thấp võ thế giới tiểu tử. Mưu toàn còn cóc khẻ ăn thịt thiên Nga. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Cuồng bạo uy áp hướng Diệp Thần bao phủ đi, Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được mình đầu gối ở cong. Tựa như một giây kế tiếp phải quỳ xuống. Hắn toàn thân run rẩy, lần nữa cảm giác được đối với lực lượng và tu vi khao khát. Cố nhiên như vậy áp lực, nhưng là Diệp Thần như cũ cắn răng giống như cốt sắt vậy đứng, thân thể không có cong phân nửa. À, vẫn là quật cường như vậy. Linh Vận Tiên Tôn con người híp lại, nàng nhưng mà biết mình uy áp có kinh khủng dường nào. Đừng nói nhập thần cảnh Diệp Thần, coi như thần vương cảnh, cũng hoặc là hỗn nguyên cảnh cũng không ngăn nổi. Nhưng là thằng nhóc này nhưng thành công chặn lại. Giờ phút này, nàng trong lòng ngược lại là sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Tựa như một năm ước hẹn, thật có thể có chút không tưởng được sự việc xuất hiện. Thằng nhóc này biến số quá lớn. Phải mau sớm để cho thằng nhóc này chết yểu. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Linh Vận Tiên Tôn lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, hơi động một tia quy luật lực hướng Diệp Thần đè đi. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như cảm giác mình trên bả vai chĩa vào vạn trượng núi to. Hắn không chịu nổi. Đáng chết. Diệp Thần quần áo hoàn toàn ướt đẫm, ngay tại hắn thân thể muốn cúi xuống nháy mắt, hắn túi chuyển đến một hồi dị động. Là đá màu đen. Trong chốc lát, đá màu đen lóe lên quang, tựa hồ nhận ra được Diệp Thần gặp nguy hiểm, phối hợp Diệp Thần mình luân hồi huyết mạch, lại lần nữa bộc phát ra một cổ tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ. Hai cổ lực lượng kết hợp, rất miễn cưỡng là giải khai thời không phép tắc giam cầm. Chợt một khắc sau, Diệp Thần lại động. Linh Vận Tiên Tôn trong mắt đột nhiên phóng đại, bình tĩnh như nước ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dường như muốn nổ tung vậy. Làm sao có thể? Linh Vận Tiên Tôn lại là không ức chế được, khá là thất thố kinh hô lên. Nàng không dám tin tưởng. Nếu như nói Diệp Thần mới vừa rồi chặn lại uy áp là trùng hợp nói. Vậy giờ phút này coi thường mình quy luật lực ra chỉ uy áp đơn giản là kinh thiên cử chỉ. Bất kỳ bí pháp cũng không thể à. Ngay tại Linh Vận Tiên Tôn nghi ngờ thời điểm, Diệp Thần năm ngón tay một chảo, nhặt lên trên đất hợp đạo thần đan. Sau đó, trực tiếp cho Linh Vận Tiên Tôn đập trở về. Thật đơn giản một cái động tác. Nhưng là để cho Diệp Thần chung quanh đồ gỗ nội thất toàn bộ vỡ vụn. Bốn bức tường vách đá lại là hóa thành bột. Toàn bộ khách sạn tựa như tùy thời có thể hóa thành hư vô. Linh Vận Tiên Tôn hơi né tránh ra đan dược chai, chế trụ nội tâm khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần, kỳ quái, rõ ràng bổn tôn che giấu ngươi và cái đó cung điện loại tiên khí liên lạc, ngươi lại còn có lá bài tẩy. Xem ra ngươi có thể từ Côn Lôn Hư tiến vào Linh Võ Đại Lục, không ta nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, ngươi thật lấy là có thể dựa vào lá bài tẩy qua cả đời. Linh Võ Đại Lục quy tắc không giống với Côn Lôn Hư, nơi này tàn khốc lại lạnh như băng. Bây giờ Kỳ Tư Thanh tu vi vượt qua xa ngươi, ngươi thật cảm thấy mượn lá bài tẩy này có thể xứng với Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Ngươi! Linh Vận Tiên Tôn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần nhưng là bước ra một bước, lại là đưa ra một cái tay, chỉ bên ngoài.
Cút, ta không muốn nói lần thứ hai. Hôm nay ngươi cao cao tại thượng, ta không thể làm gì, nhưng là ngày sau, ta định sẽ bước lên linh tiên đế cung, đem ngươi linh vận kéo xuống thần đàn. Đây là Diệp Thần thái độ. Giờ khắc này, linh vận tiên tôn lửa giận hoàn toàn nổ tung. Nàng thành tựu linh tiên đế cung phó cung chủ, linh võ đại lục những cái kia ở mình cảnh giới dưới người, ai dám không thận trọng phục vụ. Nhưng là ở nơi này kêu Diệp Thần tiểu tử trước mặt, nàng linh vận lại bị chỉ đích danh đạo hiệu kéo xuống thần đàn. Nàng vung tay lên trực tiếp đánh lui Diệp Thần, lạnh như băng nói, tiểu tử cuồng vọng, ngươi lấy là bổn tôn vẫn còn ở thấp phủ thế giới, lực lượng bị hạn chế. Linh vận tiên tôn trước ở Côn Lôn Hư, bởi vì bản thể cảnh giới và chiến lực, xa xa cao hơn Côn Lôn Hư có thể tiếp nhận cực hạn, cho nên căn bản không có phát huy ra bao lớn chiến lực tới. Nhưng bây giờ là ở linh võ đại lục, tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp nàng, một cái ý niệm đều có thể chu diệt thần vương cảnh võ giả, huống chi một cái Diệp Thần. Bất quá là kinh ngạc tại Diệp Thần, lại có thể giải khai nàng thời không giam cầm. Lão yêu bà! Lão tử nói cho ngươi, vạn năm hồn long thảo, tự bố đi hái. Tu luyện tài nguyên, tự bố cướp. Một năm ước hẹn còn chưa tới, ngươi động thủ bây giờ, có phải hay không ngươi đại biểu sợ? Diệp Thần lau sạch khóe miệng vết máu, lạnh lùng cười. Người khác sợ linh vận tiên tôn. Hắn cũng không sợ. Dù là linh vận tiên tôn động sát tâm, hắn vậy tin tưởng, mình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy chết hiểu. Luân hồi mộ địa lựa chọn hắn. Trăm vị đại năng lựa chọn hắn. Gia gia bố trí thiên cổ mê cục lựa chọn hắn. Một cái linh vận lại coi là cái gì? Hắn cuối cùng sẽ đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Khi đó, linh vận chẳng qua là một phiến cát vàng. Một năm ước hẹn. Ta biết sợ ngươi. Linh vực tiên tôn ngay tức thì đem sát ý thu liếm, thái độ hơi hòa hoãn một ít. Chủ yếu là xuất xứ từ tại Diệp Thần cho nàng mang tới khiếp sợ. Một cái nhập thần cảnh thất tầng thiên con kiến hôi. Lại có thể xông phá thời không phép tắc giam cầm, mặc dù là một nửa dựa vào ngoại vật, nhưng còn có một nửa là dựa vào huyết mạch của mình đâu. Dĩ nhiên, nàng không ra tay giết Diệp Thần, vẫn còn ở tại Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết ước định. Nàng đáp ứng hai người tới đây trợ giúp Diệp Thần, tự nhiên phải giúp. Không lại chính là vi phạm lời thề, nói với nàng lòng dễ dàng sinh ra ảnh hưởng. Bất quá, nàng phải giúp, nếu như thằng nhóc này không đáp ứng chính là một chuyện khác. Tiểu tử, bây giờ, đừng bảo là bổn tôn không cho ngươi cơ hội. Linh vận tiên tôn thần giác buộc vòng quanh nghiền ngẫm vậy nụ cười, nói, ngươi thiên phú không tệ, huyết mạch cũng không kém, hẳn là tam lưu huyết mạch, hoặc là càng đi lên huyết mạch, còn như đạo lực, bốn con. Bốn con đường lực, rất kỳ lạ. Ba cái cấp 2 đạo lực, một cái tam phẩm đạo lực, thiên phú không phải đứng đầu, không đủ phong độ. Nhưng là võ giả khác đều là một con đường lực, người lại là ba cái, thật không sợ lên cấp thần vương cảnh lúc, đạo lực diễn hóa là thần vương đạo, mang tới lực lượng khổng lồ đem ngươi xông lên bạo à. Nàng khẽ hô một hơi, nói, như vậy đi, người thiên phú tạm được, người quỳ xuống cho bổn tôn dập đầu nói xin lỗi nhận sai. Bổn tôn có thể đem ngươi mang về linh tiên đế cung làm một nô bộc tạp dịch. Như vậy, ngươi chí ít còn có gặp Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết cơ hội. Cái này không đang cùng ngươi ý sao? Loại này liền mâu hóa ngọc và tơ lụa kết quả, cũng xem là tốt. Linh vận tiên tôn cái này đám lão quái vật, làm sao có thể không biết Diệp Thần tính cách? Diệp Thần cũng không phải là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, càng không phải là hèn yếu người. Mình càng cương quyết, Diệp Thần tất nhiên càng làm ngược lại, càng không thể nào đáp ứng. Cút! Người ở si người nằm mơ, ý nghĩ hảo huyền. Diệp Thần phản ứng, ngược lại là hợp với linh vận tiên tôn ý tưởng. Bổn tôn! Ha ha ha, người nếu quật cường như vậy, vậy đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Linh vận tiên tôn nhìn lướt qua Diệp Thần, bình thản nói, đây là ngươi cự tuyệt. Nếu ngươi nhất định phải đi xông vậy hồn tộc cấm địa trận pháp, bổn tôn liền ở bên ngoài trông nom, đúng rồi, người tốt nhất là đem Kỷ Lâm giao cho ta, người chân trước chết ở bên ngoài, chân sau bổn tôn đi ngay hồn tộc đổi vạn niên hồn long trận, cũng không coi là đối với đầu nhi thất tín. Đối với linh vận mà nói, Diệp Thần quá trẻ tuổi. Như vậy cuồng bạo, như vậy tâm phiền ý loạn, lại đi xông vạn niên hồn long trận,
chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, cũng không biết nàng nói, đến lúc đó chỉ biết là Diệp Thần một lòng phải đi sông Vạn Niên Hồn Long Trận, chứng minh mình. Như tình huống như vậy, nàng không ngăn được. Chết, càng sẽ không trách nàng. Không cần. Ta không tin được ngươi cái này lão yêu bà. Đến bây giờ, ta liền Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh đều không gặp qua, ai biết ngươi đối với các nàng làm cái gì. Diệp Thần căn bản không có thể đem Kỳ Lâm giao cho Linh Vận Tiên Tôn. Lại không nói Linh Vận Tiên Tôn thái độ như thế, cao như vậy ngạo, liền nói Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh tình huống. Cách mở đến bây giờ, mình căn bản không biết các nàng qua được thế nào. Thậm chí có thể Linh Vận Tiên Tôn sẽ không biết hãm hại Kỳ Tư Thanh các nàng. Những thứ này cũng không biết, Diệp Thần làm sao có thể đem Kỳ Lâm giao cho Linh Vận Tiên Tôn, đặt ở mình luân hồi mộ địa, chí ít còn có 4 vị sư tôn chăm sóc. Hừ, bổn tôn mỏi mắt mong chờ. Linh Vận Tiên Tôn vẫy tay lần nữa biến dạng hư không, trực tiếp biến mất. Nàng lúc đi, lòng tràn đầy vui mừng, ngược lại không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà là mình mục đích, đạt tới. Diệp Thần, lại không nói hèn mọn thân phận. Vẻn vẹn là hắn thái độ này. Nàng liền sẽ không để cho Diệp Thần và Đồ Nhi kết hợp, này cùng không biết sống chết tiểu tử, chết được càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Lần này tới, không chỉ có hoàn thành đối với Hạ Nhược Tuyết cam kết, dù sao nàng ở cuối cùng tuyệt đối có thể cứu Kỳ Lâm. Còn có thể để cho Diệp Thần tâm phiền ý loạn, mình xông vào Vạn Niên Hồn Long trận chịu chết. Một lần hành động hai được. Diệp Thần nhìn Linh Vận Tiên Tôn biến mất phương hướng, siết chặt quả đấm, nổi gân xanh, thể phải tăng nhanh tu luyện. Để cho xem thường hắn Linh Vận Tiên Tôn, quỳ xuống ở dưới chân của hắn. Hôm nay người đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Rất nhanh, Diệp Thần trực tiếp lấy ra cấp 4 hợp đạo cảnh thiên kim thú máu tươi, cũng không luyện hóa, lại càng không dùng tiên khí phụ trợ, tránh máu tươi hao tổn, trực tiếp trong uống ngoài thoa. Bắt đầu chui luyện mình thân xác, hắn chặt chẽ cắn răng, thừa nhận chui luyện thân thể thống khổ. Luân hồi mộ địa bên trong. 4 vị sư tôn ngược lại là nhìn ra không thiếu đầu mối. Dược sư Phật chắp hai tay than thở một tiếng, chuyện hồng trần, phiền não à. Nếu như thằng nhóc này 3000 phiền não tơ diệt hết, hoàn toàn sáp nhập vào Phật môn, nơi nào còn có ngày hôm nay chuyện này à. Bị người thương sư tôn làm nhục, không cách nào đánh lại. Chúng ta cũng không cách nào xuất lực tương trợ. Không có sức à. Thật đáng buồn. Thật đáng tiếc à. May mắn được ta Phật chiếu cố, chúng ta 3000 phiền não tơ diệt hết. Lại không cần bị cái này hồng trần khổ. Dược sư Phật một mặt thành kính vừa nói. Hòa thượng, bên cạnh ngây ngô, cảm khái cái gì à. Băng kiếm tiên tôn tức giận nói, đổi thành các ngươi tôn kính nhất Phật bị người dẫm ở dưới chân, ta xem các ngươi còn ngồi yên không. Thằng nhóc này lần này gặp làm nhục, thật ra thì vậy coi là tốt chuyện. Giết không chết tiểu tử này đồ, chỉ sẽ để cho thằng nhóc này cường đại hơn. Khả năng này chính là sát lục chi đạo mấu chốt đi. Ngày sau như có cơ hội, chúng ta ắt sẽ làm bạn, bước lên linh tiên đế cung, kêu linh vận lão già này đi ra cúi người nhận sai. Hắn vậy khí được đi qua đi lại, mình đồ nhi, bị cùng cảnh người như vậy làm nhục. Mình còn không có biện pháp ra tay. Còn bị Linh Vận Đoạn Tuyệt và Đồ Nhi liên lạc. Chuyện như vậy, không chỉ là Diệp Thần làm nhục, lại là hắn Băng Kiếm Tiên Tôn làm nhục. Nguyệt Quang Phật và Nhật Quang Phật than thở một tiếng, chắp hai tay nhắc tới dậy kinh kim cương, ngược lại không hiểu như vậy hồng trần tình yêu chuyện. Đồ Nhi, cực kỳ tu luyện, cực kỳ luyện thể. Ngày sau, sẽ làm cho vậy Linh Vận lão yêu bà, quỳ xuống người trước mặt nhận sai. Băng kiếm tiên tôn vận chuyển mình lực lượng, trợ giúp Diệp Thần chế tạo thân xác. Hắn đem nguyên bản thiên kim thú máu tươi phát huy ra 200% hiệu quả, thậm chí còn vận dụng mình thời không quy luật, phải giúp Diệp Thần hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể cấp 7 hỗn nguyên tiên khí, nạp hỗn nguyên tiên khí lực lượng phá cảnh. Tạ ơn sư tôn. Nói xong, Diệp Thần bắt đầu chuyên tâm chui luyện thân xác. Vô tận hư không bên trong. Linh Vận Tiên Tôn mới vừa vào tới, liền thấy được canh chừng Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, bất thình lình cười một tiếng, nói, Bắc Cung Lãng Vũ, làm sao, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ bổn tôn? Hoặc là nói,
người muốn tới giết Diệp Thần. Bắc Cung Lãng Vũ, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão tên chữ. Chỉ là tên chữ và bề ngoài, có chút không tương xứng, có thể là tu luyện vậy phiến thi thể công pháp trước, vị này Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cũng là vị đẹp đẽ tiểu sinh đi. Diệp Thần. Hắn không phải kêu Diệp Thí Thiên à. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão có chút kinh ngạc, nhanh chóng lĩnh ngộ tới đây, cười nói, nguyên lai dùng là tên giả à. Vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi Nam Vực Huyết Kiếm môn huyết linh tộc khuê ảnh. Tựa hồ chính là treo giải thưởng một chuôi hợp đạo thần khí, muốn Diệp Thần mệnh. Này Diệp Thần chẳng lẽ chính là cái đó Diệp Thần? Bắc Cung Lãng Vũ làm sao có thể không kinh ngạc? Ban đầu lệnh truy sát vừa ra, toàn bộ linh võ đại lục đều chấn động một phen. Chỉ bất quá huyết linh tộc phạm vi thế lực chủ yếu ở Nam Vực, đối với Bắc Cung gia tộc khu vực ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Làm sao, người muốn chuôi này hợp đạo thần khí? Có lẽ người động thủ, còn sẽ tốt hơn đâu. Linh Vận Tiên Tôn sắc mặt không thay đổi, vẫn là bình thản không có gì lạ. Nàng lặng lặng nhìn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, tựa hồ có chút trông đợi hắn động thủ. Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Giết chết Diệp Thần. Cùng Diệp Thần mình đi hồn tộc chịu chết. Kết quả cũng giống nhau. Diệp Thần tồn tại một ngày, nàng Linh Vận liền không cách nào an lòng. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi Diệp Thần phá vỡ mình cấm chế nháy mắt, Linh Vận cảm giác được mình một năm ước hẹn vô cùng có thể thất bại. Nếu như Bắc Cung gia tộc trưởng lão xuất thủ trước giải quyết Diệp Thần, vậy coi là tốt chuyện. Chỉ bất quá đến lúc đó mình muốn giết vị này Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, biểu thị cho Diệp Thần trả thù, như vậy hai vị ái đồ mới sẽ không đối với mình dậy ngăn cách. Dĩ nhiên, tạo hóa cảnh thất tầng thiên đỉnh cấp Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Tự nhiên không phải là Linh Vận Tiên Tôn đối thủ, chỉ cần hai người giao thủ, Linh Vận Tiên Tôn có nắm chắc trong vòng trăm chiêu, đánh chết vị này Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Cho dù là Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vị kia tạo hóa cảnh bát tầng thiên người tới. Linh Vận Tiên Tôn vậy sừng sững không sợ. Cho dù nháo được lớn hơn nữa, ầm ĩ cung chủ và thần long gia tộc nơi đó, mình vậy có đầy đủ lý do giao phó. Ngươi! Làm sao có thể à? Ta sẽ không giết thằng nhóc kia. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão rõ ràng cảm thấy Linh Vận Tiên Tôn không giống tầm thường chỗ, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Mình vốn chính là tới dò xét Linh Vận Tiên Tôn vì sao tiếp xúc Diệp Thần, thậm chí hoài nghi hắn chính là Diệp Thần người sau lưng, mình lại làm sao có thể ngay trước Linh Vận Tiên Tôn mặt giết Diệp Thần đâu. Ha ha, tốt. Ngươi ngược lại là rất thông minh mà. Linh Vận Tiên Tôn bề ngoài cười một tiếng, trên thực tế hai người âm thầm đã so tài một lần. Đối với bọn họ loại này cáo già, đối thoại cho tới bây giờ không nói phá, đều là thông qua nhỏ xíu ngôn ngữ và động tác. Phán đoán đối phương ý đồ, chỉ cần đối phương đem lời điểm phá, hoặc là có không lợi cho mình hành động, liền sẽ trong chốc lát động thủ. Dĩ nhiên, không chắc chắn tự nhiên sẽ không động thủ. Diệp Thí, không đúng, phải nói là Diệp Thần, hắn là người đệ tử. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nhớ lại nói, nếu như huyết linh tộc đuổi giết thật là cùng một người, vậy Diệp Thần hẳn là thấp phủ thế giới Côn Lôn hư tới chứ. Đệ tử. Linh Vận Tiên Tôn mặt mũi ngay tức thì lạnh như băng, lại là phát ra một đạo cười nhạt, ta Linh Tiên Đế Cung cũng không thu nam đệ tử. Huống chi, vậy Diệp Thần rác dưới huyết mạch và thực lực, làm sao có thể vào ta Linh Vận mắt? Hắn chỉ là một muốn ăn thịt thiên Nga con cóc ghẻ mà thôi. Muốn truy đuổi ta đệ tử, chỉ là đáng tiếc xuất thân quá hèn mọn, còn không chịu buông tay, là một làm ta ghét, nhưng không thể giết người. Ngươi nếu là giết hắn. Ta sẽ cảm ơn ngươi. Linh Vận Tiên Tôn từ từ vừa nói, sắc mặt lộ ra nụ cười. À, thì ra là như vậy, vậy ta suy nghĩ nhiều, bất quá đối với Chu Diệt Diệp Thần, ta cũng không hứng thú này. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão còn chưa xác định Linh Vận Tiên Tôn ý đồ, liền nói, hồn tộc vị kia, đã đồng ý Diệp Thần đi sông Vạn Niên Hồn Long Trận. Này đi một lần, hẳn phải chết. Không ngại, chúng ta đi xem cuộc chiến 1-2. Diệp Thần, bổn trưởng lão không dám giết. Đừng nói là và ngươi Linh Vận Tiên Tôn, và ngươi Linh Tiên Đế Cung có liên quan. Dù là cùng các ngươi không quan hệ, hắn Diệp Thần cũng là Vạn Kiếm Đế Cung đạo truyền đệ tử, Vạn Kiếm Đế Cung thế lực có thể ở các ngươi Linh Tiên Đế Cung trên. Bổn trưởng lão làm sao có thể tự mình động thủ đi giết,
thêm nữa lại không có gì lợi ích có thể nói. Được. Chúng ta không ngại cùng nhau xem cuộc chiến, ta đây là muốn xem cái này hèn mọn tiểu tử như thế nào chịu chết. Linh Vận Tiên Tôn căn bản không cảm thấy Diệp Thần sẽ sống sót, nàng vốn chuẩn bị đi tìm hồn tộc lão tổ thương lược, Diệp Thần thời điểm chết, tự mình ra tay cứu Kỳ Lâm, hơn nữa đổi một bụi vạn năm hồn long thảo cứu người, không nghĩ tới Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Nhị Trưởng lão mời, vừa vặn thích hợp. Được. Mời. Thái Thượng Nhị Trưởng lão tỏ ý Linh Vận Tiên Tôn. Hai người trực tiếp phá vỡ hư không, đi tới Bắc Cung gia tộc bên trong, rất nhanh Bắc Cung Hoành Thiên và mấy vị trưởng lão, cùng hai người trao đổi một phen, trong thoáng chốc rõ ràng liền hai bên suy nghĩ chuyện. Mọi người đều ở đây chú ý, Diệp Thần sẽ như thế nào chết đi. Lúc bình thường, một cái nho nhỏ nhập thần cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp võ giả. Làm sao có thể nhập bọn họ những thứ này hợp đạo cảnh thần quân, tạo hóa cảnh tiên tôn người trong mắt. Nhưng là Diệp Thần không cùng. Vạn Kiếm Đế Cung đạo truyền đệ tử, lại là Linh Vận Tiên Tôn đạo truyền đệ tử ái mộ người. Muốn hắn chết, lại không thể tự mình động thủ, phải nhường chính hắn chịu chết mới được. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hôm nay chính là Diệp Thần phá trận lúc. Các vị, 3 ngày thời gian đã đến. Bắc Cung Hoành Thiên tới tỏ ý Linh Vận Tiên Tôn và Thái Thượng Nhị Trưởng lão, mỉm cười nói, ta vậy thì phải đi tiếp Diệp Thần. Linh Vận tiền bối muốn Diệp Thần chết ở vạn niên hồn long trận, ta Bắc Cung gia tộc vừa không hy vọng cũng không cự tuyệt, thuận theo tự nhiên. Dù sao, thằng nhóc này chết. Đối với ta mà nói, vậy có thể tránh khỏi hắn câu đi con gái ta lòng. Nói xong, Bắc Cung Hoành Thiên biến dạng đi. Hắn giống vậy có mình dự định, Bắc Cung Tử Ngọc tựa hồ có chút cảm mến Diệp Thần. Hắn vừa vặn xem không vừa mắt Diệp Thần chết cũng tốt. Đang lúc này, chân núi một nơi khách sạn bên trong, nguyên bản bị tu sửa khách sạn lại truyền ra một đạo cực kỳ mãnh liệt chấn cảm. Chấn cảm không ngừng lan tràn, chu vi 5 km đều đang có một tia ngày tận thế hạ xuống cảm giác. Nguyên bản tinh không vạn dặm lại là thoáng qua biến thành mây đen đầy vải. Mà hết thảy các thứ này dị tượng cũng xuất xứ từ trong khách sạn một nơi gian phòng. Cái gian phòng này vô số Phật quang và ma khí phun trào. Không thiếu võ giả phát giác cái gì, cũng từ gian phòng tuôn ra ngoài, quan sát vậy đạo ma khí và Phật quang bao trùm gian nhà. Có người muốn đến gần, nhưng là bước ra một bước, cuồng bạo cương khí giống như lợi kiếm trực tiếp phá vỡ hắn thân xác. Máu tươi tràn ngập. Từ đó về sau, lại cũng không có người dám đến gần. Tất cả võ giả trong lòng chỉ có một nghi vấn. Nhà này bên trong kết quả là cái gì cường giả đang đột phá? Bên trong nhà, Diệp Thần tự nhiên không biết bên ngoài tình huống, hắn trong mắt đột nhiên mở ra, vẻ hàn quang chợt hiện. Hắn quanh thân tựa như phun trào ra hai đạo kinh khủng du long xăm. Sốt cuộc đột phá. 3 ngày này thời gian, ta tiến bộ thần tốc. Ta ngược lại là phải cảm ơn Linh Vận lão thái bà kia. Nếu như không có nàng, ta cũng không khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Lời nói rơi xuống. Diệp Thần hai cánh tay chấn động một cái, bộc phát ra một cổ cái thế khí cơ, trực tiếp đánh bay trong khách sạn trên 100 vị nhập thần cảnh, thần vương cảnh võ giả. Hắn triển lộ ra nếu như bông tuyết giống vậy thân xác, trên mình lưu chuyển phong cách cổ xưa thần bí khí cơ. Vào giờ phút này, hắn nhục thân cảnh giới, rốt cuộc để đạt tới hư thể kỳ một cấp. Thân xác tu luyện, ngưng cốt kỳ cần ngưng luyện xương, kim thân kỳ cần đúc kim thân. Hóa cương kỳ cần để cho thân xác chứa cương khí, đến bách độc bất xâm trình độ, hư thể kỳ liền muốn đem mình thân xác hư hóa, không e ngại không gian vết rách tổn thương, có thể phối hợp không gian quy luật, biến dạng hư không tiến hành đi đường. Đổi lại là những võ giả khác, thân xác không có đến hư thể kỳ. Cho dù bị người mang thông qua hư không đi đường, cũng sẽ ở đuổi dọc đường bị hư không vết rách tản mát ra không gian quy luật lực gây thương tích. Nhưng bây giờ Diệp Thần thân xác đến hư thể kỳ một cấp, chính là tương đương với hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên thân xác, không tới thần vương cảnh bát tầng thiên võ giả, liền không có tổn hại hắn lực lượng của thân thể, thậm chí thần vương cảnh tầng 8 tầng 9 ngày võ giả công kích hắn, cũng chỉ có thể ở hắn thân xác lưu lại từng đạo màu trắng dấu vết. Cuối cùng là trở lại ban đầu cảm giác. Luyện thể cảnh giới biên độ lớn vượt qua cảnh giới võ đạo. Như vậy vượt cấp tác chiến, liền không cần lo lắng thân xác hỏng mất.
Diệp Thần lầm bầm lầu bầu, trước kia hắn ở đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh tầng 1 tầng 2 lúc, núp ở kim thân phách thể 6-7 cấp, tương đương với nhập thần cảnh 6-7 tầng võ giả thân xác, như vậy vượt cấp tác chiến, không cần lo lắng thân xác bị đánh bạo. Nhưng là lên cấp nhập thần cảnh sau đó, hắn thân xác một mực dừng lại ở hóa cương kỳ, vượt cấp lúc tác chiến, nhiều lần bị người đánh bể thân xác. Cho tới hắn cũng khẩn cấp muốn tăng lên thân xác lên cấp, để tránh lại vượt cấp tác chiến bị người đánh bể thân xác. Bây giờ, hắn không cần lo lắng. Hô hô hô! Hô hô! Đột nhiên, một cái Phật gia đại đạo hiển hóa ra. Ở vào Diệp Thần sau lưng, hơn nữa ngưng tụ hoàn thiện không thiếu, hắn hơi thở vậy tăng cường theo, để đạt tới nhập thần cảnh bát tầng thiên cảnh giới. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đỉnh đầu truyền tới một hồi dị động. Không gian trực tiếp biến dạng. Một đạo thân ảnh đường dây. Lâm trận mài thương. Thật ra thì kết quả đều giống nhau. Bắc Cung Hoành Thiên từ trong hư không đi ra, thấy một màn này, đầy mặt khinh thường. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần dù sao đều phải chết, còn đột phá, còn tu luyện. Thật lấy là có thể thay đổi tiếp theo kết cục. Đơn giản là lãng phí tài nguyên. Đáng tiếc bình kia cấp 4 thiên kim thú máu tươi. Diệp Thần, ta tới mang ngươi đi hồn tộc. Bắc Cung Hoành Thiên thần sắc hỏa hoãn, mặt lộ nụ cười. Diệp Thần nhìn một cái Bắc Cung Hoành Thiên, khóe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười, duỗi người, không nói gì, tự mình hướng cái hướng kia đi tới. Tựa như, Bắc Cung Hoành Thiên ở hắn trong mắt, như không khí vậy. Bắc Cung Hoành Thiên cảm nhận được Diệp Thần khinh thị, hắn trong lòng cười nhạt liên liên. Đối với một cái người sắp chết, hắn tự nhiên không thể nào tức giận. Hắn mấy ngày nay nhưng là hiểu qua hồn tộc cấm địa trận pháp đáng sợ trình độ. Hơn nữa, hồn tộc vị kia biết thằng nhóc này đi sông, tất nhiên sẽ dùng bí pháp gia trì trận pháp. Đến lúc đó, chỉ có một con đường chết. Cho dù là hắn Bắc Cung Hoành Thiên đi sông, cũng không nhất định có nắm chắc. Thậm chí, Bắc Cung Hoành Thiên đã chuẩn bị xong một khối ngàn linh mộc chế tạo quan tài. Diệp Thần một khi xảy ra chuyện, hắn liền đem cái quan tài này đưa cho Vạn Kiếm Đế Cung. Nơi này, cũng là vì và Vạn Kiếm Đế Cung kết duyên. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, nhướng mày một cái. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần lại đi tới hắn tê liệt không gian vết rách bên trong. Thằng nhóc này là điên rồi phải không? Lấy Diệp Thần cảnh giới, nếu như tiến vào hắn tê liệt không gian vết rách, tất nhiên không chịu nổi. Đến lúc đó, còn chưa có đi hồn tộc, liền bị không gian vết rách lực lượng vô tình biến dạng. Diệp Thần, người không thể tiến vào không gian vết rách, người thân xác căn bản không chịu nổi. Mau trở lại. Bắc Cung Hoành Thiên kinh thanh đạo. Hắn vậy từ Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó biết Diệp Thần lai lịch. Cũng biết Diệp Thí Thiên chẳng qua là dùng tên giả mà thôi. Loại này côn lôn hư đi lên người, bị huyết linh tộc lão tổ đuổi giết tồn tại, làm sao bây giờ như vậy lỗ mãng? Lại có thể không biết loại này linh võ đại lục liền đứa nhỏ đều biết sự việc. Nhưng là, thời khắc này Diệp Thần căn bản không có hiểu dự định, tự mình hướng Bắc Cung Hoành Thiên tê liệt không gian đi tới. Lại là hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng Bắc Cung Hoành Thiên kịp phản ứng, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng theo đuổi đi vào. Càng là theo chân Diệp Thần tiến vào không gian vết rách bên trong. Đạo đạo không gian hơi thở vạch qua bọn họ quanh thân, đem Bắc Cung Hoành Thiên mái tóc dài lướt qua, cả người bạch bào lộ vẻ được phá lệ linh hoạt kỳ ảo phiêu tán, từ bên ngoài nhìn hắn giống như là hoa hạ thần tiên trong truyền thuyết vậy, tự nhiên vô cùng. Hắn đến bên trong, thời gian đầu tiên tìm Diệp Thần bóng người. Làm hắn thấy cách đó không xa một cái ngạo nghễ thân thể, khiếp sợ trong lòng giống như vạn trượng lũ lụt va chạm. Diệp Thần lại có thể không có chuyện gì. Theo đạo lý mà nói, không gian trong vết rách không có ở không khí, ngược lại có nhiều không gian phép tắc lực lượng ở ngang dọc. Thân xác không tới kim thân phách thể giai đoạn, lập tức bị biến dạng. Có hàng loạt không gian phép tắc tình huống, thân xác không tới hóa cương kỳ, cũng khó mà chịu đựng. Làm sao? Diệp Thần một chút việc cũng không có. Ken két, ca, Bắc Cung Hoành Thiên con người vẻ khiếp sợ càng phát ra dày đặc. Có một khắc như vậy, hắn phát hiện mình căn bản không nhìn thấu cái này từ côn lôn hư đi lên thanh niên. Ngươi làm sao làm được? Lời còn chưa nói hết,
Bắc Cung Hoành Thiên chính là nhìn thấy Diệp Thần trên mình vậy phiêu tán ra linh hoạt kỳ ảo tiên khí, không khỏi chợt nói, Diệp Tiểu Hữu à, người thân xác nguyên lai đã sớm xưa không bằng nay. Đây là bước vào hư thể thời kỳ chứ. Lấy nhập thần cảnh thất tầng thiên tu vi, thân xác có thể so với hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả. Người thân xác ít nhất là cùng cấp ta gặp qua trong võ giả, mạnh nhất một người. Có sao nói vậy? Bắc Cung Hoành Thiên rất rõ ràng, dù là Thánh Long gia tộc, Thần Long gia tộc Long Tử, Long Nữ. Cùng cảnh giới dưới, cũng không khả năng có Diệp Thần thân xác khủng bố. Bọn họ có hay không tài nguyên này chế tạo vượt qua hai cái võ đạo cảnh giới? Có, tuyệt đối có tài nguyên này. Nhưng là không người có thể chịu được quá mạnh mẽ thân thể gánh vác và chui luyện lúc thống khổ, bởi vì vì duy trì hư thể kỳ thân xác cần linh lực, ít nhất là duy trì hóa cương kỳ thân thể 3 lần, phách thể kỳ thân thể 10 lần. Tầm thường nhập thần cảnh võ giả, cho dù là đoán tạo hóa cương kỳ thân xác, cũng sẽ bởi vì linh lực kịch liệt tiêu hao mà đưa đến lực công kích có tổn, đổi lấy là lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng là Diệp Thần như vậy, ngược lại có chút lạ thường. Lực phòng ngự cực mạnh, nếu không phải vận dụng hỗn nguyên tiên khí và đặc thù bảo vật tình huống, hắn hẳn chỉ có thể phát huy ra thần vương cảnh tầng 4 tầng 5 ngày chiến lực đi, nhưng là thân xác, chính là thần vương cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp cũng không phá được. Phòng ngự so công kích mạnh, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Diệp Thần nghĩ như thế nào được? Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần không chút nào phản ứng Bắc Cung Hoành Thiên. Ở hắn trong mắt, chỉ có hồn tộc trận pháp mới là hắn quan tâm tồn tại. Bắc Cung Hoành Thiên cũng là Bắc Cung gia tộc tộc trưởng, kia bị người như vậy khinh thường qua, hắn theo bản năng đưa tay ra, bắt được Diệp Thần bả vai, Diệp Thần, ngươi nhưng có hãy nghe ta nói. Diệp Thần bước chân dừng lại, dư quang nhìn lướt qua trên bả vai tay, hừ lạnh một tiếng, thân xác lóe lên một cổ ma quang, cưỡng ép chấn khai Bắc Cung Hoành Thiên bàn tay. Hắn quay đầu, ngừng mắt nhìn Bắc Cung Hoành Thiên nói, thân xác ta như thế nào, không cần ngươi tới nói nhiều, ngươi đàng hoàng mang ngươi đường đi. Hắn giờ phút này linh lực, ít nhất là cùng cấp gấp mấy chục lần. Không sợ tiêu hao, chỉ cần thân xác quá mạnh, hắn lấy tịch diệt đại đạo uy năng, đủ để dây dưa chết bất kỳ tạo hóa cảnh dưới võ giả. Tạo hóa cảnh dưới, ý nghĩa có tuổi thọ có thể nói, chính là nhược điểm, chính là hắn một trong những lá bài tẩy. Hừ, Mộc Tú Vu Lâm, Bắc Cung Hoành Thiên nói nhỏ một câu, tăng tốc độ biến dạng không gian, nhanh chóng đi tới lối ra, bước ra một bước thân xác khôi phục lại nguyên bản hình dáng, chợt đem Diệp Thần chấn động đến một bên, nhìn về phía hồn tộc lão tổ, nói, các ngươi chờ Diệp Thí Thiên tới. Hô hô hô, chỗ tòa này trong lầu các vô căn cứ thổi ra từng trận gió tà. Diệp Thần rơi trên mặt đất, nhìn chăm chăm vừa thấy, chính là nhìn thấy vị kia bị thương thật nặng tạo hóa cảnh nhị tầng thiên hồn tộc lão tổ, hắn lộ ra nụ cười khinh thường, nói, nguyên lai ngươi bị thương, hơn nữa nghiêm trọng như vậy, khó trách à, khó trách ngươi ban đầu không ra tay. Vị này hồn tộc lão tổ, căn nguyên căn cơ bị tổn thương. Cảnh giới như vậy võ giả, căn nguyên căn cơ bị tổn thương có thể không phải là đơn giản chỉ linh đan có thể giải quyết. Diệp Thần lần trước bị Linh Vận Tiên Tôn đả thương căn nguyên căn cơ, dùng bất quá là nhập thần cấp chỉ linh đan, nhưng là lấy hồn tộc lão tổ tu vi, nhất định phải dùng vận may cấp chỉ linh đan, cái loại đó đan dược nhưng mà ngày khác đổi mạng đan dược, giá trị đến gần một chuôi thần khí, khó trách vị này hồn tộc lão tổ một mực không có cách nào phục hồi như cũ. Hồn tộc, hồn điện, cũng không phải là nhẹ thiện hạng người. Một chuôi thần khí có thể sáng lập ra một vị phong thần cấp bậc tinh khiếu cảnh võ giả. Làm sao có thể đưa cho một cái tạo hóa cảnh nhị tầng thiên người khôi phục thương thế dùng? Hụ hụ hụ, thằng nhóc, chưa có cười nhạo lão phu. Ngươi, cũng không có nhiều ít ngày giờ có thể sống. Hồn tộc lão tổ sừng sững đứng dậy, cả người áo bào đen không thế nào rõ ràng, nhưng là cặp mắt kia nhưng là giống như rắn độc vậy sợ hãi. Vô hình chung có thể cho người một cổ thấm vào linh hồn chỗ sâu cảm giác. Hắn dài hô một hơi, thần giác buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, chờ tay trái huy động, chỉ gian tràn ra một giọt thuần máu tươi màu đen, phiêu tán trên không trung. Một khắc sau, một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, một đạo không gian vết rách mở ra, một giấy khế ước xuất hiện, cùng thuần máu tươi màu đen kết hợp. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Báo lớn nhỏ khế ước,
Tựa hồ là nào đó thời đại viễn cổ lưu truyền xuống khế ước phương thức, tràn đầy từng cổ một tà ác và bóng tối lực lượng, tựa như kết hợp thiên đạo, lại tựa như và viễn cổ ma thần có liên quan. Đây là huyết thánh ma khế ước. Xuất xứ từ tại 1.2 triệu năm huyết thánh ma nơi lưu truyền xuống đạo uẩn mà thành, có kết hợp thiên đạo khả năng. Người ta lấy máu lập được khế ước, đến lúc đó ai không tuân theo khế ước, liền sẽ phải chịu khế ước bị thương nặng. Hồn tộc lão tổ tựa hồ không có gì diễn cảm tựa như, bình thản không có gì lạ nói, này khế ước, nội dung là, ngươi tự nguyện thỉnh cầu ta hồn tộc để cho ngươi tiến vào cấm địa, sông trận hái vạn năm hồn long thảo, ngươi thành công thì cho ngươi một bụi vạn năm hồn long thảo, lại ta không đối ngươi động thủ, ngươi thất bại, thì bỏ mạng nơi này, tại ta không liên quan, người ngoài không được cứu giúp. Khế ước, lão này so Bắc Cung gia tộc thái thượng trưởng lão hơn nữa tinh minh. Chỉ cần và Diệp Thần ký kết khế ước, đến lúc đó Diệp Thần chết, Vạn Kiếm Đế Cung tới hỏi, là được cầm ra khế ước, chứng minh mình không trách nhiệm, đến lúc đó Vạn Kiếm Đế Cung muốn cưỡng ép tìm phiền toái, vậy thì đồng nghĩa với đánh hồn điện mặt, hồn điện tự nhiên xuất thủ cứu hắn. Khế ước như vậy, nhìn như công bằng, thực thì chính là muốn giết chết Diệp Thần. Cấm địa, đủ để chu diệt hợp đạo cảnh võ giả cấm địa có vạn niên hồn long trận. Diệp Thần một cái nhập thần cảnh thất tầng thiên võ giả sông, rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng khế ước lên nhưng đủ để đem hắn trách nhiệm lau được sạch sẽ. Linh võ đại lục. Hai bên thực lực sai biệt cực lớn, như vậy ai thực lực cường đại, người đó chính là công bằng, trách nhiệm chính là người yếu. Nếu như thực lực sai biệt không lớn, vậy thì phải cần thật tốt nói một chút, chiếm lý thì không sợ. Được. Khế ước như vậy, đang hợp ý ta. Diệp Thần không để ý tới sẽ khế ước nửa bộ phận trước, hắn nhìn thấy khế ước bên trong bộ phận sau, mình hái đến vạn năm hồn long thảo, hồn tộc lão tổ không thể đối tự mình ra tay. Dĩ nhiên, người khác không thể cứu mình, cũng là lão già này vì để cho mình phải chết điều khoản. Bất quá, lão già này xem thường mình. Chỉ cần lão già kia không ra tay, lần này nơi hồn tộc, hắn Diệp Thần có lòng tin cướp lấy vạn năm hồn long thảo sau này đánh ra. Rào rào. Diệp Thần tiện tay bước ra một giọt máu tươi, máu đỏ tươi phiêu tán ra, rơi vào gia cửu khế ước trên, chợt khế ước đổi thành một cổ cực hạn sáng bóng, hiểu rõ thiên địa trên dưới. Cả nhà lại là vô cùng sáng lạng. Kéo dài ước chừng 10 giây. Ánh sáng tại bắt đầu thu liếm, cuối cùng chui vào hồn tộc lão tổ và Diệp Thần thân thể. Khế ước thành. Thiên đạo thủ. Hồn tộc lão tổ và Diệp Thần. Phàm là có một phe không tuân theo khế ước, liền sẽ gặp phải thiên đạo hạ xuống thiên kiếp đả kích, thiên kiếp đối ứng người chịu đựng tương ứng cảnh giới, Diệp Thần còn có thể đỡ nổi, còn như hồn tộc lão tổ, vốn là người bị nghiêm trọng, một khi không tuân theo, sợ rằng sẽ ở thiên kiếp lôi kiếp dưới tiêu diệt. Có dũng khí tiểu tử, ta chúc mừng ngươi đời sau thông minh một chút. Hồn tộc lão tổ thấy thánh ma khế ước biến mất ở hư không bên trong, thần giác buộc vòng quanh cực hạn nụ cười. Tựa như đã nhìn thấy Diệp Thần bỏ mình ở vạn niên hồn long trận ở giữa cảnh tượng. Khế ước ký kết. Bất kỳ dám can đảm tới cứu Diệp Thần người, vậy sẽ gặp phải khế ước công kích. Vô luận là Vạn Kiếm Đế Cung Thanh Kiếm Tiên Tôn, vẫn là Linh Tiên Đế Cung Linh Vận Tiên Tôn, cho dù là Bắc Cung gia tộc tạo hóa cảnh Tiên Tôn cửa, cũng không thể cứu Diệp Thần, nếu không thì sẽ gặp phải công kích. Trừ phi có phong thánh cường giả, chính là thái hư cảnh võ giả ra tay. Nếu không, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người xuất thủ vậy vô cùng có thể sẽ chết. Nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, phong môn cảnh, thái hư cảnh. Thái hư cảnh có thể coi là lên trí cao cảnh. Làm sao có thể hạ xuống tới nơi này? Nghĩ đến chỗ này cùng tình huống, hồn tộc lão tổ làm sao có thể không vui? Mối hận trong lòng. Hổ thẹn tộc thù. Hôm nay được báo. Lão gia, ngươi tốt nhất đừng vui vẻ quá sớm. Ngươi lão già này à, chính là ý nghĩ hảo huyền, đợi hồi ta cầm vạn năm hồn long thảo đi ra, kêu ngươi hối hận không địa phương khóc. Đúng rồi, lão già kia, thật ra thì ta còn coi số mạng, ta luôn cảm giác, ngươi mệnh không lâu vậy. Diệp Thần giờ phút này vậy hoảng sợ không sợ hồn tộc lão tổ, thậm chí cố ý liếc hồn tộc lão tổ một mắt, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi xếp bằng tĩnh tọa đem trạng thái khôi phục lại tột cùng nhất thời khắc. Tiểu tử. Trổ tài miệng lưỡi chi liền.
Ta đối với hồn tộc cấm địa biết rõ vượt xa hết thảy. Đừng nói là ngươi, coi như sau lưng ngươi người xung trận, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hồn tộc lão tổ trong lòng có chút tức giận, con thỏ nhỏ chết bầm này, người sắp chết, lại còn dám mắng hắn. Ngươi có bản lãnh động thủ à? Ngươi nhìn bầu trời sét đánh không phách ngươi chết bầm. Diệp Thần buông tay một cái, nụ cười nồng nặc nói, mới vừa khế ước kỹ, ngươi không thể đối với ta động thủ, ta giờ phút này ngược lại là hy vọng ngươi đối với ta động thủ, bất quá, ta tin ngươi cũng không dám chứ. Ngươi một khi động thủ, thiên lôi hạ xuống, ngươi hẳn phải chết, thiên lôi đánh chết ngươi sau đó. Ta thuận đường liên hiệp Bắc Cung gia tộc, diệt các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi hồn điện chỗ này chỗ ở bảo vật, binh khí và đan dược đợi một chút, liền do hai nhà chúng ta chia. Hắn cố ý nhìn về phía Bắc Cung Hoành Thiên, cười nói, Bắc Cung Hoành Thiên, ngươi cảm thấy thế nào, cuộc mua bán này rất đáng giá cho ra tay. Chỗ này nơi hồn tộc, ít nhất có một chuôi thời không chi binh, còn có mấy chục chuôi hợp đạo thần khí, giết bọn họ, các ngươi đi đầu dựa vào Vạn Kiếm Đế Cung, ta cho các ngươi dẫn đường. Không cần, Bắc Cung Hoành Thiên ngoài mặt cự tuyệt, nhưng là nhìn về phía hồn tộc lão tổ, ánh mắt có khác ý, tựa hồ có chút dục dịch. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bất kể như thế nào, hắn Bắc Cung Hoành Thiên chính là vậy ngư ông. Tất cả lợi ích đều ở đây trên người hắn. Hừ, hồn tộc lão tổ vỗ bàn một cái, lại còn hỏa khí vậy chỉ có thể tự nuốt. Không nghĩ tới, chuẩn bị cái hố Diệp Thí Thiên, dẫn Diệp Thí Thiên nhập cái hố tiền đặt cuộc, lại có thể biến thành Diệp Thí Thiên cầm tới uy hiếp mình tiền đặt cuộc. Diệp Thí Thiên tiểu xúc sinh này, có thể sống đến bây giờ, vượt quá tàn nhẫn độc, còn có chút năng lực à. Hắn nhìn một cái Bắc Cung Hoành Thiên, âm thầm tụ lại lực lượng, cũng có đề phòng ý nghĩa. Mặc dù hắn và Bắc Cung Hoành Thiên là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không phải là đồng minh, chỉ cần lợi ích quá lớn đồng minh cũng có thể cắn ngược một cái, được đề phòng cái này đung đưa không chừng người. Hụ hụ hụ, ta cũng không muốn cùng ngươi hơn xé, đã đến giờ, ngươi nên đi xông trận. Ngươi như vậy trì hoãn thời gian, có phải hay không ngươi đại biểu sợ? Diệp Thần trong mắt khép hờ, không chút nào lên đường ý nghĩa. Ta nếu nói muốn phá trận, tự nhiên biết nhúc nhích, không cần ngươi tới dậy. Nếu như ngươi không kịp đợi, không bằng ngủ một giấc, lại tới chúc mừng ta phá trận thành công. Hồn tộc lão tổ nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, sắc mặt có chút hắc, nhưng là vốn cũng không có rõ ràng quy định thời gian. Hắn còn có thể làm sao? Hắn một phất ống tay áo, lạnh lùng nói, ta đây là muốn xem ngươi thằng nhóc thúi này muốn trì hoãn bao lâu. Diệp Thần vẫn không có lên đường, chỉ bất quá nhàn nhạt nói. Thật là hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Nói ra lời này, hồn tộc lão tổ khí được cũng sắp nổ, từ xưa tới nay, đều là hắn mắng người khác, nơi nào có người khác mắng hắn thời điểm à. Tiểu xúc sinh này, đáng hận. Kia sợ chết cũng không thể bỏ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.